Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 88. Long Trảo thống khổ nhắm hai mắt lại, ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng sẽ không nói, hắn biết coi như cầu xin tha thứ cũng không khả năng sẽ có mạng sống xuống phía dưới. Đang ở tánh mạng hắn gần bị chung kết một khắc kia. Chậm đã. Long Lân nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một bên Tương Huân, không sai, một câu nói này chính là Tương Huân nói ra được. Long Lân hỏi, ngươi không phải là muốn cho hắn cầu tình à? Tương Huân trên mặt của lộ ra phẫn hận thần sắc, nói rằng, không phải, ta chỉ là hy vọng có thể đem hắn giao cho ta xử trí. Vì sao? Bởi vì ta hận hắn. Từ Long Trảo tới ngày đầu tiên, liền các loại nhục nhã Tương Huân, thậm chí còn phái người 24 giờ quản chế Tương Huân, cái này nếu đổi lại là bất cứ người nào đều sẽ tràn ngập lửa giận. Trước bởi vì thân phận quan hệ, Tương Huân không có cách nào đối với Long Trảo làm cái gì, nhưng bây giờ bất đồng, Long Trảo đã là phế nhân một cái, na Tương Huân còn chưa phải là nghĩ thế nào nhục nhã liền thế nào làm nhục. Hai người bọn họ giữa cừu hận, những người khác vậy cũng là vô cùng rõ ràng. Long Lân từ tốn nói, ok, nơi đây dù sao cũng là địa bàn của ngươi, ngươi cũng bị khi dễ quá lâu, ta chỉ bán ngươi một cái ân huệ, đem hắn lĩnh đi thôi. Đa tạ. Tương Huân đi phía trước nhảy một bước, một bà níu lấy Long Trảo cần cổ, sau đó giống như là xách một cái chó chết giống nhau, đem Long Trảo từ tuân thủ nghiêm ngặt nhà phòng khách cho xách đi ra ngoài. Tình cảnh kia, tàn khốc không gì sánh được. Nhìn Tương Huân mang theo Long Trảo ly khai, Lão Thiên Tôn nhíu nói rằng, Long Lân, người xác định Tương Huân sẽ không đem Long Trảo đem thả rồi không? Tương Huân nhưng là một cái hai mặt mặt hàng, cẩn thận bị hắn bán a. Long Lân khinh thường nói, Tương Huân dường như không có buông tha Long Trảo lý do chứ. Hơn nữa, coi như để cho hắn yên tâm rồi Long Trảo thì thế nào? Một tên phế nhân, ta còn không phải suy nghĩ gì thời điểm xử lý xong nên cái gì thời điểm xử lý xong. Ở Long Lân xem ra, bây giờ Long Trảo đã triệt để đã không có uy hiếp. Bán cho Tương Huân một cái nhân tình, đó cũng chỉ là thuận thủy thôi chu sự tình. Mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn. Mưa to như thác, cả thế giới đều bị nước mưa bao phủ lại. Một chiếc màu đen xe con từ thực tiệm thuốc cửa chạy qua, cửa xe mở ra, một người từ chỗ kế bên tài xế lăn xuống, rơi xuống ở thực tiệm thuốc cửa. Người nọ nằm trong nước mưa, ngửa mặt hướng lên trời, tùy ý nước mưa phát. Qua không bao lâu, thực tiệm thuốc bên trong đi tới một người đôi ngư. Ân, đôi ngư chứng kiến cửa nằm một người, đầu tiên là sửng sốt vài giây. Sau đó đi tới nhìn kỹ, nhất thời hách liễu nhất đại khiêu. Long Trảo. Nằm cửa cái này nhân loại chính là Long Trảo. Có thể. Vì sao? Long Trảo tại sao phải nằm thực tiệm thuốc cửa? Hơn nữa nhìn đi tới vô cùng thê lương. Đôi ngư hướng phía hai bên nhìn một chút, lúc này mưa như thác lũ, trên đường một cái người đi đường cũng không nhìn thấy, ngay cả xe cộ đều ít đến thấy thương, cũng không biết Long Trảo là thế nào tới được. Đôi ngư ngay lập tức sẽ vào nhà đem sự tình nói cho Giang Sách, sau đó Giang Sách vội vã chạy ra, sai người đem Long Trảo mang rồi bên trong phòng. Đơn giản kiểm tra rồi một lần, Long Trảo trên người cũng không có trở ngại, chỉ là tinh thần tốt như là bị kích thích cực lớn, có một chút khó có thể câu thông. Trước cho hắn tắm, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Là, thuộc hạ nhân lập tức đem Long Trảo khiêng đi. Bên trong phòng. Giang Sách cùng đôi ngư liếc nhìn nhau, đều cảm thấy rất nghi hoặc, đến cùng ở Long Trảo trên người xảy ra chuyện gì, mới có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, biến thành cái này chó nhà có tang dáng dấp. Sau mười mấy phút, đôi ngư đã đi qua một ít thủ đoạn đặc thù thu hoạch đến rồi tương ứng tình báo, cũng đồng thời chia sẻ cho Giang Sách. Bọn họ lúc này mới biết có quan hệ Long Lân, Long Thủ sự tình. Bầu không khí lập tức trở nên trầm trọng. Trước chỉ là đối phó Long Trảo một người cũng đã tương đương khó giải quyết, hiện tại đồng thời tới hai cái đồng cấp bậc thậm chí so với Long Trảo còn lợi hại hơn đối thủ, vậy làm sao làm? Cũng đừng quên, Lão Thiên Tôn bên kia vẫn còn cho Giang Sách thêm phiền phức. Hiện tại duy nhất lợi tốt tin tức chính là Tương Huân một lần nữa thu được tự do. Có Tương Huân làm nội ứng, có thể có được đại lượng tin tức hữu dụng. Cái này nếu so với đơn độc một người cùng đối diện hai đại cường địch ứng chiến dễ dàng hơn. Giang Sách hít thở sâu một hơi, nhìn phía ngoài mưa to, trong lòng cũng là cảm khái không thôi.
Rốt cuộc muốn tới khi nào mới có thể đem Yến Thành trận này tai họa cho dẹp loạn. Thông suốt, Long Chảo hắn đã tỉnh lại. Ân. Giang Sách đứng lên đi vào phòng, đi tới trước giường bệnh, ngồi xuống. Nhìn nằm trên giường bệnh Long Chảo, Giang Sách có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, rõ ràng hai người bọn họ trước đây không lâu mới đối diện chè chén, vẫn còn ở trong kho hàng đánh một trận. Giờ này khắc này, Long Chảo lại giống như một cái chó nhà có tang hữu khí vô lực nằm ở nơi đó. Bi thương trong tâm khảm chết. Giang Sách biết, Long Chảo đã đối nhau mất đi khát vọng, bây giờ Long Chảo khả năng càng muốn cái chết chi. Bất kỳ khuyên bảo đều là vô dụng. Đối với người tâm nắm chặt rất thấu triệt Giang Sách, cũng biết nhiều lời vô ích, ở đơn giản suy nghĩ qua đi, hắn nghĩ ra duy nhất một cái có thể cho Long Chảo lên tinh thần tới phương pháp. Có thể hay không hữu dụng, liền đều xem vận khí. Ho nhẹ một tiếng, Giang Sách nói rằng, chuyện của người ta đã biết, bởi vì thất bại đưa tới xóa tên, cuối cùng tức thì bị đồng bạn tàn nhẫn đối đãi, thân như huynh đệ Tiểu Đào còn vì ngươi nạp mạng. Ta biết, ngươi bây giờ đối với sinh hoạt đã mất đi hy vọng, vô cùng muốn cái chết chi. Ta cũng không với ngươi nói thêm cái gì, cũng chỉ nói hai điểm. Đệ nhất, mạng của ngươi là Tiểu Đào liều mạng đổi lấy, nếu như ngươi dễ dàng như vậy liền bỏ, không làm. Thất vọng Tiểu Đào hy sinh sao? Những lời này nói ra, nhất thời giống như là một bả thiết chùy, hung hăng ở Long Chảo trong lòng đập một cái. Rất hữu hiệu. Đó có thể thấy được Long Chảo nhãn thần thay đổi dưới. Giang Sách rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, đệ nhị, ngươi thực sự không muốn báo thù à? Suy nghĩ một chút Tiểu Đào là thế nào chết, ngươi cái này anh, một điểm báo thù cho hắn ý tưởng cũng không có sao. Giang Sách cũng từng gặp được tình huống giống nhau. Thân đệ đệ bị người thiết kế chí tử, cho nên biết loại đau này tâm ôm đầu cảm giác. Ở to lớn đau xót qua đi, sẽ có cường đại trả thù dục vọng, chính là cổ dục vọng này, có thể làm cho người có mãnh liệt sống tiếp động lực. Đừng động này cổ động lực có thể chống đỡ bao lâu, cũng đừng quản nó điểm xuất phát đúng hay không, chỉ cần có thể khiến người ta có việc đi xuống ý niệm trong đầu như vậy đủ rồi. Còn như sự tình phía sau, lại từng bước tới. Hiện nay là tối trọng yếu, chính là muốn làm cho Long Chảo có cường đại sinh tồn được ý niệm trong đầu, mà không phải cả ngày đần đột, một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Không hổ là Giang Sách, lời của hắn phi thường hữu hiệu, nói ba xạo liền đánh trúng Long Chảo nội tâm mềm mại nhất địa phương. Long Chảo cư nhiên chủ động dùng răng bò dậy, trong hai mắt bắn ra từng đạo phẫn hận quang mang. Hắn cắn răng nói rằng, báo thù, ta phải hoàn thành báo thù. Long Lân, ta muốn người nợ máu trả bằng máu. Vậy người trước dưỡng hảo thân thể a. Giang Sách đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, Long Chảo kêu hắn lại. Chờ một chút. Ân. Long Chảo nói rằng, bây giờ là đối phó Long Lân thời cơ tốt nhất, Giang Sách, ta cần ngươi hỗ trợ, cho Rồng Lân một hạ mã uy. Gấp gáp như vậy. Bất quá nói chuyện cũng tốt, đối phó Long Lân, đã có thể thỏa mãn Long Chảo tư dục, lại cùng Giang Sách mục tiêu lẫn nhau nhất trí. Trợ giúp Long Chảo báo thù, cùng tắt Yến Thành yêu hỏa, hiện nay song phương mục đích là nhất trí. Giang Sách hỏi, ngươi định làm gì? Long Chảo nói rằng, Long Lân nàng có một bí mật, người bên ngoài không biết, thế nhưng chúng ta những thứ này cộng sự nhân tương đương rõ ràng. Hắn ánh mắt biến đổi, bí mật này chính là, Long Lân mặc dù là một nữ nhân, nhưng nàng thích cũng là nữ nhân. Là một hoa bách hợp. Bí mật này cũng không giống như có thể đối với nàng tạo thành bao nhiêu thương tổn a. Dù sao hoa bách hợp loại sự tình này lại không phạm pháp, chỉ là người ta vấn đề cá nhân. Long Chảo tiếp tục nói, nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Long Lân mỗi một lần đi thành mới thành phố, sẽ đem địa phương hoa khôi tìm cho ra, hung hăng đùa bỡn một buổi tối. Nói, Long Chảo khóe miệng hiện ra nụ cười quỷ dị. Hắn nhìn phía Giang Sách, ta muốn người giúp ta một chuyện, hung hăng nhục nhã một cái Long Lân. Ta muốn để cho nàng cũng thử một chút đau lòng nhức óc là cái gì cảm giác. Giang Sách gật đầu, ok, ngươi nói, ta giúp ngươi làm. Sau đó, Long Chảo đem hắn chủ ý nói ra, Giang Sách sau khi nghe xong dở khóc dở cười. Cái chủ ý này, thương tổn tính không lớn, nhưng vũ nhục tính rất mạnh. Chỉ sợ đến lúc đó Long Lân lòng muốn chết đều có. Loại này kẻ đáng ghét chủ ý,
cũng chỉ có Long Trảo hư hỏng như vậy người mới có thể nghĩ ra. Giang Sách phủi một cái ống tay áo, chờ ta tốt tin tức xấu đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Buổi tối, mưa vẫn đang rơi, các màu đèn neon rực rỡ lóng lánh, Yến Thành sống về đêm không thể so trên thế giới bất kỳ chỗ nào kém. Một cái mang đại kim dây chuyền tên xăm mình đi tới một nhà cửa hộp đêm, điểm điếu xì gà, đẩy cửa mà vào. Đi tới câu nói đầu tiên là, hoa khôi nương tử hoa cúc thường ở nơi nào? Nhanh để cho nàng đi ra theo ta. Mọi người thấy tên xăm mình, nhao nhao tránh ra một con đường, biết hắn là thế hệ này đại ca, không dễ chọc, có thể với hắn bảo trì bao xa cự ly này liền bảo trì bao xa khoảng cách. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần hắn tới, Na Hoa Cúc Thường đều khẳng định không thể bồi những khách nhân khác. Nhưng ngày hôm nay, Dạ Tổng hội quản lý đã đi tới, cười rạng rỡ nói, đại ca, ngày hôm nay Hoa Cúc Thường cô nương cần bồi khách nhân khác, tạm thời không thể phân thân, ta cứ để cô nương bồi ngài được chưa a? Tất cả mọi người có chút bất ngờ. Nói thật ra, còn có ai có thể so sánh vị đại ca này mặt mũi lớn hơn nữa? Phải biết rằng, vị đại ca này mỗi lần tới, vậy cũng là điên cuồng tát tiền, là hộp đêm này khách hàng lớn, người quản lý làm sao có thể như vậy hồ lộng. Đại ca quả nhiên sinh khí, một bà níu lấy quản lý cần cổ, quát, người tì em nói thêm câu nữa thử xem. Quản lý rất là khó khăn nói, thực sự xin lỗi a, Hoa Cúc Thường nàng. Không đợi quản lý nói xong, đại ca giơ tay lên chính là một cái tát. Dựa vào, cho ngươi mặt mũi rồi đúng vậy. Ngày hôm nay nếu như không thấy được Hoa Cúc Thường, ta đem ngươi hộp đêm này phá hủy. Quản lý thật sự là không có biện pháp, nói rằng, Hoa Cúc Thường nàng ở tám hào ghế lô bồi khách nhân kia ta là không đắc tội nổi. Đại ca ngươi nếu như thực sự muốn gặp Hoa Cúc Thường, vậy chính ngài suy nghĩ biện pháp. Hanh! Đại ca liền đẩy ra quản lý, vung tay lên, mang theo thuộc hạ nhân hướng phía tám hào ghế lô đi tới. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, là người nào đồ hỗn hào ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám ở trong tay của hắn cướp người. Mọi người cũng đều tò mò hướng phía tám hào bao xương phương hướng nhìn sang. Có thể kết quả không đến 30s thời gian, liền thấy một cái lại một cái người bị ném ra ngoài, người cuối cùng bị ném ra chính là cái kia đại ca. Hai tay đều bị người cho chém đứt, đầy đất tiên huyết. Trái tim tất cả mọi người đều treo lên, rốt cuộc là dạng gì kiểu như trâu bò nhân vật, ngay cả vị đại ca này cũng dám chặt. Tám hào bên trong bao xương. Hoa Cúc Thường có vẻ có điểm câu nệ, vừa mới chứng kiến vị khách nhân này thân thủ cùng tàn nhẫn sau đó, Hoa Cúc Thường cũng có chút sợ. Càng làm cho Hoa Cúc Thường cảm thấy không thói quen là, trước mắt vị khách nhân này lại là một nữ nhân. Nàng. Chính là Long Lân. Phải biết rằng, bình thường Hoa Cúc Thường đều là đến nam nhân, chưa từng có bồi qua nữ nhân. Nàng tất cả chiêu số đều là dùng để đối phó nam nhân, chưa bao giờ biết nên như thế nào đối phó một nữ nhân, đây mới là làm cho Hoa Cúc Thường khó xử nhất, nhất tay chân luống cuống địa phương. Nhưng mà Long Lân chính là thích xem đến nàng loại này thẹn thùng dáng vẻ khả ái. Long Lân vứt bỏ trong tay tàn thuốc, giọng nói khinh bạc nói rằng, người xấu hổ dáng vẻ thực sự quá nhận người thích, không cần câu nệ, bình thường làm sao làm phần cuối làm sao còn làm thì tốt rồi. Ngươi liền đem ta trở thành những nam nhân xấu kia, thỏa thích thi triển chiêu số của ngươi a. Nếu để cho ta hài lòng, ta sẽ thưởng cho ngươi rất nhiều tiền. Có lời này, Hoa Cúc Thường thở ra một hơi dài, lấy dũng khí tới hầu hạ Long Lân. Hoa Cúc Thường thi triển ra đối phó số nam nhân này chiêu số, phát hiện hết ý dễ sử dụng. Long Lân thực sự một điểm nữ nhân dáng vẻ cũng không có, so với số nam nhân còn thúi hơn nam nhân. Rất nhanh, hai người liền ôm ở cùng nhau, thân thiết. Đang ở hai người đang củi khô lửa bốc, hưởng thụ không được thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, tám hào cửa bao xương bị người từ bên ngoài đạp ra. Khi người đang hưởng thụ cá nước thân mật thời điểm bị người cắt đứt, cái loại này phẫn nộ là có thể tưởng tượng được. Ở Long Lân xem ra, nhất định là trước vị kia đại ca tiểu đệ qua đây báo thù. Đồ hỗn hào, ngày hôm nay không phải đem các ngươi nhổ tận gốc, chém tận giết tuyệt. Long Lân đứng dậy liền chuẩn bị đi lấy đao, kết quả ngẩng đầu nhìn lên xông vào những người đó, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.
Bởi vì xông vào cũng không phải là cái gì tiểu đệ, mà là cảnh sát. Long Lân đầu đều bối rối. Tình huống gì? Vì sao cảnh sát biết xông vào? Chẳng lẽ vị kia đại ca báo cảnh sát? Không thể nào, không đến mức như vậy kinh sợ đàn a. Chợt nghe cảnh sát nói rằng, Tảo Hoàng, hai tay ôm đầu, dựa vào tường ngồi xổm xuống. Phốc, Long Lân thực sự là dở khóc dở cười. Đụng với Tảo Hoàng đại đội rồi. Nàng lúng túng lắc đầu, nói rằng, uy, cảnh sát thúc thúc, làm phiền ngươi nhóm thấy rõ ràng một điểm có được hay không? Ta theo Hoa Cúc Thường hai nữ nhân, các ngươi Tảo Hoàng mắc mớ gì đến chúng ta? Quả thực, hai nữ nhân ở một cái bên trong phòng, dường như quả thực không có quan hệ gì a. Mặc kệ các nàng làm cái gì, hẳn là cũng sẽ không bị tóm lên tới. Đây cũng là Long Lân chưa bao giờ sợ nguyên nhân. Hiện nay còn giống như thật không có cái nào một cái pháp luật có thể quản đến phương diện này, hai nữ nhân, ngươi có thể nói bọn họ vàng. Không thích hợp a. Còn không đợi Long Lân vui vẻ bao lâu, Hoa Cúc Thường một câu nói để cho nàng rơi vào đáy cốc. Cái kia, ta là nam. Hoa Cúc Thường cúi đầu, dùng yếu ớt nhất thanh âm nói ra để cho người khiếp sợ sự tình. Long Lân cả người đều ngẩn ra, quay đầu nhìn vừa mới còn cùng chính mình phiên vân phúc vũ Hoa Khôi nương tử, khuôn mặt bất khả tư nghị. Nam nhân, ngươi chuyện phiếm cái gì? Long Lân cơ hồ là đang gầm thét. Nàng ngược lại không phải là sợ sẽ nhờ đó bị cảnh sát bắt đi, mà là cảm thấy ác tâm, cảm thấy phẫn nộ. Nàng đời này thống hận nhất chính là nam nhân. Nàng thích nữ nhân, có thể tiếp thu cùng nữ nhân cá nước thân mật, nhưng kiên quyết không thể cùng nam nhân có quan hệ xác thịt. Nhưng ngày hôm nay nàng lại cùng một người nam nhân ở trên giường. Chỉ là ngẫm lại, để Long Lân chán ghét muốn thổ, hận không thể nhanh đi phòng tắm đem mình toàn thân đều xúc một lần. Nàng cảm giác mình thân thể bị làm bẩn. Bắt lại. Mang đi. Nếu là một nam một nữ, vậy không có gì đáng nói. Thứ này cũng ngang với là bắt gian tại trận. Cảnh sát có đầy đủ chứng cứ đem người mang đi. Long Lân mặc dù lại càn rỡ, cũng không khả năng chính diện cùng cảnh sát chiến đấu. Vậy chờ với chịu chết. Ở phẫn hận, sỉ nhục, nghi hoặc trong, Long Lân bị cảnh sát mang đi. Hoa Cúc Thường cũng cùng nhau bị mang đi. Đồng thời cũng nghiệm minh rồi thân phận, Na Hoa Cúc Thường xác xác thật thật là một người nam nhân. Chỉ bất quá người đàn ông này dáng dấp tế bị nộn nhục, giống như một nữ nhân giống nhau, cộng thêm bình thường đặc biệt thích cốt thành nữ nhân, thanh âm còn rất ngọt, cho nên hắn bình thường giả trang thành nữ nhân tới kiếm tiền. Ngày hôm nay, là hắn lần đầu tiên giả trang thành nữ nhân tới hầu hạ một nữ nhân khác, lại nói tiếp thật đúng là khôi hài. Được biết chân tướng Long Lân. Lòng muốn chết đều có. Nàng thủ thân như ngọc 20 năm, cuối cùng cư nhiên biết lấy phương thức như vậy bị một cái xú nam nhân cho làm bẩn, cái loại này dằn vặt, để cho nàng cảm giác đời này đều xong. Tức giận hay là tức phẫn? Long Lân thực sự hận không thể một cây đao đâm chết Hoa Cúc Thường, sau đó sẽ cắt cổ tự sát, lúc này, thực sự là mắc cỡ chết người a. Lúc sáng sớm, Long Thủ phái người đi bót cảnh sát nộp tiền bảo lãnh. Đem Long Lân mang về đến rồi tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Sau khi trở về Long Lân xấu hổ không mặt mũi gặp người, vẫn luôn cúi đầu, hận không thể đào cái lỗ đem mình chôn. Nhắc tới sự kiện nghiêm trọng đến mức nào, dường như cũng không có nghiêm trọng như vậy, kỳ thực cũng không có đối với Long Lân tạo thành bao nhiêu thương tổn, nhưng người muốn nói không nghiêm trọng, vậy cũng không đúng, Long Lân tâm linh nhưng là chân chính bị thương. Đây chính là mọi người vẫn nói, thương tổn tính không lớn. Nhưng vũ nhục tính rất mạnh. Long Thủ rót một chén trà đặt lên bàn, muốn nói gì lại không biết làm như thế nào mở miệng, hắn dù sao cũng là một người nam nhân, cùng Long Lân đàm luận việc này đúng là có một chút như vậy xấu hổ. Long Lân dùng áo khoác ngoài đem mình cho che phủ nghiêm nghiêm thật thật, trong hai mắt tất cả đều là tơ máu. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Yến Thành Hoa Khôi nương tử cư nhiên sẽ là một người nam nhân. Đây không phải là xả đạm sao? Sau một lát, Long Thủ rất lúng túng tằng hắng một cái, nói rằng, có chuyện muốn nói với ngươi, hôm nay ngươi tao ngộ cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có nhân sự trước sự mưu. Ân, Long Lân ánh mắt lập tức thì trở nên, tràn ngập sát khí. Ngươi là nói, có người cố ý bày cuộc hãm hại ta. Ai sẽ thiết loại này cục? Hơn nữa, sẽ không cảm thấy rất buồn chán sao? Loại này cục,
ngoại trừ làm cho Long Lân chịu đến vũ nhục ở ngoài, có thể thực tế tạo thành bao nhiêu tổn thương đâu. Tên khốn kiếp nào ăn no dỗi việc, làm loại này chuyện hư hỏng. Long thủ nói rằng, ta đã điều tra qua, đầu tiên một điểm, chân chính hoa khôi nương tử hoa cúc thường là nữ nhân. Chân chính hoa khôi nương tử. Long Lân lập tức liền hiểu, ngươi là nói, có người làm cho một người nam nhân giả trang hoa khôi nương tử lừa gạt ta. Đúng vậy, Long thủ còn nói thêm, người này rất thông minh, đến khi các ngươi đang khoái hoạt thời điểm, chỉ có tuyển trạch báo nguy tảo hoàng. Cái này nhân loại cùng quan phương quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ, hắn báo nguy sau đó, cảnh sát liền lập tức hành động. Một cái cùng cảnh sát quan hệ không tệ, nhưng lại cùng Long Lân có cửu oán, đồng thời lại có năng lực tìm được một người nam nhân tới giả trang hoa cúc thường, người này là ai vậy, không cần đoán cũng có thể biết. Toàn bộ Yến Thành, có lại chỉ có một người có thể làm được điểm này Giang Sách. Long Lân cắn răng nói rằng, tên khốn kiếp này, ta còn không có đi tìm hắn. Hắn ngược lại tới trước trêu chọc ta rồi. Long thủ nói rằng, hắn chẳng qua là muốn cho chúng ta một hạ mã uy mà thôi, để cho chúng ta biết hắn không phải dễ trêu. Bất quá, nếu như chỉ có một mình hắn lời nói, là không có cách nào bày cuộc bẫy ngươi. Ngươi có ý tứ, Long Lân không lớn lý giải. Long thủ phân tích nói, rất đơn giản, ngươi thích nữ nhân chuyện này Giang Sách phải không biết đến, thì như thế nào có thể sử dụng này bày cuộc tới bẫy ngươi rồi. Khả năng duy nhất, chính là Long Chảo cùng Giang Sách liên thủ. Long Chảo. Không sai, nếu như Long Chảo cùng Giang Sách liên thủ, như vậy có thể bằng chứng một chuyện khác Tương Huân là nằm vùng. Long Lân nhưng là đem Long Chảo giao cho Tương Huân xử lý, hiện tại Long Chảo nếu không chết, còn cùng Giang Sách liên thủ hợp tác rồi, đó chỉ có thể nói Tương Huân cố ý đem người giao cho Giang Sách. Na Tương Huân là nằm vùng sự tình cũng liền tỏa thật. Trước bọn họ cũng chỉ là hoài nghi Tương Huân có chuyện, hiện tại sự hoài nghi này đã được đến rồi chứng thực. Có thể đi qua một việc phân tích ra nhiều như vậy nội dung, Long Thủ trí tuệ quả thực bất phàm. Long Thủ nói rằng, ngươi làm nhục Long Chảo, giết chết Tiểu Đào, bút chướng này Long Chảo nhất định phải tính với ngươi. Bày cuộc bẫy ngươi, ngoại trừ cho chúng ta một hạ mã uy ở ngoài, cũng là để cho ngươi từ tâm hồn chịu đến vũ nhục, để cho ngươi bị phẫn nộ che đậy hai mắt. Do đó lỏng rối như tơ vò. Cho nên Long Lân, người bây giờ nếu không nên gấp với trả thù, ngược lại phải giữ vững lãnh tính, khắc chế báo thù xung động. Cái này Long Thủ, thực sự là so với quá khứ bất kỳ kẻ địch nào đều phải đáng sợ. Long Lân nắm chặt song quyền, ta có thể làm sao có thể nhẫn. Long Thủ từ tốn nói, cái này có gì không thể nhẫn nhịn. Nghỉ ngơi hai ngày, điều chỉnh một chút tâm tính là được rồi. Hơn nữa người kỳ thực không cần tức giận như vậy, bởi vì Giang Sách lần này bố cục phi thường ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Không sai. Long Thủ rót cho mình chén trà, vừa uống vừa nói, lúc đầu Giang Sách cùng Long Chảo liên thủ, có thể cho Long Chảo cung cấp chúng ta các loại tin tức, đối với chúng ta tạo thành vĩ đại đả kích, cộng thêm Tương Huân cái này nội ứng, bọn họ có đầy đủ thời gian, tin tức, thủ đoạn tới chế tài chúng ta. Thế nhưng bọn họ lại hành động theo cảm tình. Tuyển trạch loại này nhàm chán phương thức tới đả kích đối thủ, lập tức liền đem Long Chảo đi theo địch, Tương Huân nội gian hai chuyện này đều phá tan lộ. Cho nên ngươi nói, Giang Sách lần này bố cục không phải rất ngu xuẩn. Như thế vừa nghe, Long Lân trong lòng chỉ có thư thái một chút, nàng tuy là bị làm nhục, nhưng đối phương cũng vì vậy bại lộ nhiều lắm tin tức trọng yếu. Tính ra, Long Lân hỏi, ta đây sẽ đi ngay bây giờ đem Tương Huân cái này nội ứng cho diệt trừ a. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Sách hiện tại có Long Chảo cái này đối với mình người rất quen thuộc làm người giúp đỡ, hơn nữa Tương Huân cái này thời thời khắc khắc tiết lộ nội bộ tin tức nội ứng tồn tại, Long Lân hành động của bọn họ sẽ khắp nơi cản trở. Nhưng mà, Long Thủ lại mặt mỉm cười nói rằng, tại sao muốn diệt trừ? Ta ước gì nội bộ có một kẻ địch như vậy nội ứng. Vì sao? Long Lân tuyệt không lý giải. Long Thủ cười giả dối, bởi vì, này dạng. Ta thì có càng nhiều mê hoặc đối thủ phương thức nha. Kế tiếp, Long Thủ tiến đến Liễu Long Lân bên tai, xì xào bàn tán. Long Lân trên mặt khổ sắp một chút tiêu thất, đồng thời dần dần triển lộ ra nụ cười, bởi vì nàng từ Long Thủ trong miệng nghe được một cái tuyệt diệu điểm quan trọng, giọt một cái có thể để cho Long Chảo, Giang Sách ăn đại khổ đầu điểm quan trọng, giọt. Bọn họ đang bàn luận,
cửa mở ra, Tương Huân đi đến. Long Lân ngay lập tức sẽ đổi lại một bộ biểu tình tức giận, giận dữ hét, Tương Huân, ngươi cho ta một lời giải thích. Giải thích, cái gì giải thích? Còn cùng ta giả vờ. Vì sao Long Trảo sẽ ở Giang Sách bên kia? Ngạch, ngươi biết, ta trở về chính là muốn nói với các ngươi chuyện này. Tương Huân lúng túng nói, ta vốn là muốn đem Long Trảo cho xử lý xong, nhưng không biết Giang Sách từ nơi này thu được tin tức, dĩ nhiên phái người qua đây cướp đi Liễu Long Trảo. Cái này nói láo bản lĩnh cũng là tuyệt, mặt không đỏ không thở mạnh, nói dối hạ bút thành văn. Long Lân cùng Long Thủ nhất định là không tin. Thế nhưng bọn họ cũng không còn dự định phản bác. Thậm chí Long Thủ còn an ủi, Giang Sách người này thực sự là đáng trách, Tương Huân ngươi không có bị thương chớ. Tương Huân lắc đầu, ta ngược lại thật ra không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Một bên Long Lân thì tương đương bất mãn nói, bất kể nói thế nào, chuyện này Tương Huân đều có trách nhiệm. Hiện tại Long Trảo cùng Giang Sách liên thủ lại rồi, đối với chúng ta là một cái uy hiếp to lớn, Tương Huân ngươi phải bị nghiêm phạt. Hiện trường có một chút như vậy xấu hổ. Tương Huân có thể tuyệt không muốn tiếp nhận cái gì nghiêm phạt. Trời mới biết nữ nhân trước mắt này sẽ nhớ ra cái gì kẻ đáng ghét điểm quan trọng, giọt. Lúc này, Long Thủ giải vây nói, chúng ta bây giờ phải làm là một lòng đoàn kết, đối kháng kẻ thù bên ngoài, mà không phải làm đấu tranh nội bộ. Theo ta thấy nghiêm phạt thì không cần, không bằng làm cho Tương Huân lập công chuộc tội. Làm sao một cái lập công chuộc tội? Long Lân cùng Tương Huân đều nhìn về Liễu Long Thủ, biết hắn nếu nói như vậy, nhất định là có kế hoạch. Long Thủ liền thuận thế nói rằng, Long Lân người bị vũ nhục, bút chướng này là nhất định phải thanh toán. Như vậy, Tương Huân người đi tìm mấy cái chó dữ, cái loại này đói bụng chừng mấy ngày, chứng kiến người liền cắn chó dữ. Sau đó chúng ta đem Tiểu Đào thi thể cho mang ra tới, ném cho này chó dữ cắn xé, nuốt chừng, vỗ nữa thành video phát Long Trảo. Long Lân nhãn thần phát quang, cao hứng nói, cái điểm này tử quả thực quá tuyệt vời. Long Trảo làm nhục ta. Hiện tại ta cũng muốn hung hăng nhục nhã hắn một hồi. Đám người này đơn giản là cầm thú. Tiểu Đào đều đã chết, bọn họ cũng không có ý định buông tha. Long Thủ nói rằng, Tương Huân, tìm chó giữ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, lúc này đây ngươi nên biểu hiện tốt một chút, nếu như tìm đến chó giữ không đủ hung ác nói, Long Lân lại muốn trừng phạt ngươi, ta khả năng liền sẽ không thay ngươi nói chuyện rồi. Tương Huân gật đầu, không nói được lời nào. Yên lặng rời đi. Nhìn Tương Huân Na một bộ biết dáng vẻ, Long Lân cùng Long Thủ trong đầu đẹp đến rất. Biết ngươi là nội ứng, chính là không nói xuyên, chính là muốn an bài ngươi đi làm loại này ác tâm chính mình, ác tâm đồng bạn sự tình, ngươi lại có thể thế nào? Long Lân cười gian nói rằng, tên đáng chết này nhất định sẽ đem chúng ta kế hoạch nói cho Giang Sách, bất quá đừng lo, đây cũng chính là chúng ta hy vọng thấy. Cố ý đem tin tức tiết lộ cho Tương Huân, mượn nữa từ Tương Huân cửa nói cho Giang Sách, cuối cùng bầy mai phục một lưới bắt hết, tương đương kế hoạch hoàn mỹ. Long Thủ lại nhắc nhở, Giang Sách có thể sống đến hiện tại nhất định có phi phàm bản lĩnh, lần này mục đích chủ yếu vẫn là nhục nhã, không muốn tâm quá lớn, diệt trừ Giang Sách, còn phải từng bước tới. Thực tiệm thuốc trong. Giang Sách đi tới Liễu Long Trảo bên giường, câu nói đầu tiên là, dựa theo kế hoạch của ngươi đi thi hành, rất thuận lợi, Long Lân bị cảnh sát mang đi, còn cùng nam nhân lăn sàng đan. Bây giờ Long Lân, hẳn là cảm thấy vô cùng nhục nhã, rất muốn đem ngươi cho đào đâm 100 đao. Long Trảo không thèm quan tâm. Hắn cùng Long Lân đã sớm phải không cộng mang thiên chi thù, nơi nào còn có thể quản nhiều như vậy. Hiện tại muốn, nhất lo lắng chính là Long Lân biết làm sao gấp bội trả thù. Lúc này, Đôi Ngư chạy vào nói rằng, thống suất, vừa mới chiếm được Tương Huân phát tới tin tức, ngươi xem một cái. Đôi Ngư mở điện thư ra giao cho Giang Sách. Giang Sách xem hoàn toàn bộ phận nội dung bên trong, trên mặt thần tình thay đổi liên tục. Làm sao vậy, có phải hay không Long Lân bắt đầu rồi cực đoan trả thù? Long Trảo hỏi. Ngươi đoán đúng rồi. Giang Sách đem bưu kiện giao cho Liễu Long Trảo, mới nhìn mấy hàng. Long Trảo thiếu chút nữa tức giận phun ra tiên huyết tới. Vì trả thù Long Trảo, lại muốn đem Tiểu Đào thi thể cầm đi cho chó ăn. Đây là người khô đi ra sự tình sao? Không được, ta muốn đi đem Tiểu Đào thi thể cướp về. Long Trảo làm bộ sẽ đứng dậy.
Giang Sách một bả bấm lên Liễu Long Chảo, nói rằng, người xem không ra được sao. Đây là đối phương cố ý bán ra kẽ hở, đi qua tương huân cửa đem thư hơi thở tiết lộ cho chúng ta, chính là muốn chúng ta chủ động đi chịu chết. Bởi vì trên một cái kế hoạch, đưa tới Long Chảo, tương huân toàn bộ đều bại lộ. Thế nhưng, Long Thủ vẫn như cũ đem tương huân giữ ở bên người, nhưng lại không có bất kỳ quản chế, đây là vì cái gì? Chính là muốn lợi dụng tương huân cái này nội ứng tới mê hoặc Giang Sách. Như vậy chiêu thức, Giang Sách bản thân cũng từng sử dụng qua rất nhiều lần, thấy nhưng không thể trách. Hiện tại phiền toái địa phương chính là ở chỗ, rốt cuộc muốn không nên đi cứu Tiểu Đào thi thể. Nói khó nghe một chút, Tiểu Đào đều đã chết, cướp về một cỗ thi thể cũng sẽ không có tác dụng gì, nhưng nếu như vì vậy bồi thường những người khác tính mệnh, vậy coi như thực sự quá không có lợi lắm rồi. Nhưng bọn hắn khả năng buông tha sao? Không thể. Long Thủ chính là nhìn đúng điểm này, mới dám làm càn to gan làm cho tương huân đem thư hơi thở cho để lộ ra ngoài. Mai phục là nhất định là có, nhưng lại nhất định là mai phục cao thủ. Giang Sách nhìn thoáng qua thời gian cùng địa điểm, hít thở sâu một hơi, nói rằng, ta biết, mặc kệ nói cái gì cũng không thể ngăn cản ngươi đi đem thi thể đoạt lại. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi. Nếu đổi lại là ta, cũng nhất định sẽ mạo hiểm bỏ mạng nguy hiểm đến cướp đoạt thi thể. Ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng lại sẽ giúp ngươi đến cướp đoạt thi thể. Bất quá, ở trước khi đi chúng ta phải tiến hành chuẩn bị đầy đủ. Long Chảo nghe theo Giang Sách kiến nghị. Hắn không có xung động trực tiếp chạy đi chịu chết, mà là cùng Giang Sách thương lượng với nhau kế hoạch. Rốt cục, ở mưa đã tạnh ngăn sau đó, ở mặt trời mọc đến ngay trên đỉnh đầu thời điểm. Bọn họ hành động chung rồi, hướng phía trong thơ địa chỉ xuất phát. Trận này lợi dụng thi thể thiết chí tranh đấu, phải là muốn phân ra thắng bại. Khóc Tùng Lâm, dã thú sân huấn luyện. Hơn 10 chiếc màu đen xe con ngừng lại, cửa xe mở ra, rất nhiều vóc người tráng hán khôi ngô đi ra. Đi thuốc ở đằng trước, chính là Giang Sách. Một lần này hành động chủ yếu đột xuất một chữ, nhanh. Rất nhanh tiến vào sân huấn luyện bên trong. Sau đó rất nhanh đem thi thể cướp về, tăng nhanh nữa ly khai, không để cho địch nhân bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trên, ra lệnh một tiếng, mọi người trực tiếp đem sân huấn luyện môn đem phá ra, vọt vào nội bộ. Nhưng ngay khi tất cả mọi người sau khi xông vào, trái phải hai bên rơi xuống hàng rào sắt, đem bọn họ toàn bộ đều vây ở bên trong, một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Lầu hai sân thượng, Long Lân đi ra. Nhìn dưới bị vây Giang Sách đám người, xua tay một cái ngón tay, nói rằng, các ngươi sao lại thế như thế ngu xuẩn. Đơn giản như vậy mưu kế liền bị lừa đâu. Sách sách sách, thực sự là một điểm ý tứ cũng không có a. Giang Sách ngẩng đầu nhìn Long Lân, lạnh lùng nói rằng, người muốn có ý tứ đúng vậy. Ok, ta để ngươi có ý tứ một điểm. Vừa dứt lời, liền nghe được ong 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 tiếng vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm. Trên bầu trời bay tới 4 chiếc thẳng thăng kỳ, từ đông tây nam bắc 4 cái phương vị rơi xuống dây thừng, đem sân huấn luyện nóc nhà cho treo ở. Sau đó 4 chiếc máy bay cùng nhau dùng sức đi lên phi, cũng chính là mấy giây thời gian, toàn bộ nóc nhà đều bị vén lên. Thực sự là bạo lực a. Giang Sách đây là đoán chắc đối phương còn thiết chí bẫy dập, cho nên ngay từ đầu liền an bài thẳng thăng kỳ chuẩn bị cứu viện. Long Lân chứng kiến này thẳng thăng kỳ cũng hách liễu nhất đại khiêu. Nàng xoay người nhìn về phía lầu một Giang Sách đám người, quát các ngươi cho rằng như vậy thì có thể cứu ra Tiểu Đào thi thể sao? Nói cho các ngươi biết, không còn kịp rồi. Nhìn bên cạnh a. Giang Sách đám người xoay người nhìn về phía bên cạnh gian phòng. Thì ra căn phòng cách vách cùng bên này chỉ cách lấy một mặt thủy tinh tường, theo màn sân khấu kéo ra, có thể chứng kiến căn phòng cách vách bên trong nhốt đông đảo chó điên. Chó dữ. Mỗi một con đều nhe răng trợn mắt, hung ác nguy. Nói không khoa trương, hiện tại tùy tiện đi vào một người, nửa phút cũng sẽ bị cắn xé thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, liền thấy căn phòng cách vách sàn nhà mở ra, một cái lồng sắt chậm rãi mang đi lên, đây là sân huấn luyện chuyên môn thiết chí dùng để đầu thực giàn giáo. Vừa nhìn thấy cái kia lồng sắt, Giang Sách, Long Chảo liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên, ở lồng sắt sau khi mở ra, bên trong lộ ra ngoài là một cỗ thi thể Tiểu Đào thi thể. Người cũng đã chết, còn muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi người ta thi thể,
mục đích chỉ là vì ác tâm một cái long chảo, đây là người khô đi ra sự tình sao? Không muốn, long chảo hai mắt trừng lớn, cố nén đau đớn rút ra thương, hướng về phía thủy tinh tường chính là một trận bắn phá. Long Lân vừa cười vừa nói, vô dụng, tường này nhưng là kiếm chống đạn chế luyện, các ngươi không đánh tan được. Thực sự không đánh tan được. Thật có thể chống đạn. Giang Sách vung tay lên, rất nhiều thủ hạ đều móc súng ra, hướng về phía này mặt thủy tinh tường chính là một trận bắn phá, mỗi một thương đều kết rắn chắc thật đánh vào kiếm chống đạn trên. Thế nhưng, phải phá bề mặt này tường là cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, này chó điên đã vọt tới thi thể trước mặt, mở miệng to như chậu máu chính là một trận cắn xé. Chúng nó đói bụng quá lâu, vừa nhìn thấy thức ăn liền điên cuồng cắn xé. Chớp mắt một cái, tiểu đào thi thể cũng đã bị kéo thành mảnh nhỏ. Không phải. Long chảo phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, còn có cái gì có thể so với nhìn mình thân nhân bị cắn xé thành mảnh nhỏ càng khiến người ta đau lòng rồi. Hắn liều mạng xạ kích. Lầu hai sân thượng, Long Lân tiếng cười càng thêm cuồng vọng, bây giờ biết theo ta đối nghịch kết quả a. Long chảo, người dám thiết kế hãm hại ta, ta đây cũng sẽ không khách khí với ngươi. Nói cho ngươi biết, người đời này đều chỉ có thể bị ta dẫm ở dưới bàn chân, mơ tưởng xoay người. Thình thịch, tiếng chống đạn rốt cục không kiên trì nổi, bị mưa bom bão đạn cho đánh nát. Long chảo người thứ nhất vào tới, giơ tay lên bắn một phát, đem một con đang ăn uống chó điên cho đánh gục tại chỗ. Cái khác cẩu cũng lục tục bị giết chết tại chỗ. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể hoàn nguyên tiểu đào thi thể. Đệ đệ, long chảo quỳ trên đất, nhìn trước mắt bị cắn xé thành mảnh vụn thi thể, đau lòng nhức óc. Hắn phát thệ, coi như là đánh bạc cái mạng này đi, cũng phải đem Long Lân cho tháo thành tám khối, mới có thể vừa cởi mối hận trong lòng. Vừa lúc đó, bỗng nhiên trong lúc đó, từ gian phòng chỗ tối bắn ra từng cây một độc tiêu, hướng phía long chảo cái cổ liền bắn đi qua, đây nếu là bị đánh trúng, chắc chắn phải chết. Giang Sách tay mắt lanh lẹ, lập tức liền đem long chảo cho kéo ra. Ngay sau đó, Giang Sách giơ tay lên liền đem một cây dao găm quăng về phía rồi lầu hai Long Lân, bước Long Lân liền lùi lại hết mấy bước. Trên bầu trời vài khung thẳng thăng kia lại bay trở về, Long Lân thấy tình thế không ổn, không thể sẽ ở nơi đây cùng Giang Sách hao tổn nữa, nếu không, thật có khả năng bị Giang Sách cho giết. Ngày hôm nay chỉ là với các ngươi tiểu đả tiểu nháo một cái. Giang Sách, Long Chảo, chúng ta về sau còn có là giao thủ cơ hội. Sau này còn gặp lại. Chợt lách người, Long Lân liền biến mất ở rồi lầu hai cuối khúc quanh, không biết bỏ chạy rồi nơi nào. Hiện trường chỉ còn lại có Giang Sách đám người. Hành động của bọn họ tốc độ đã tương đối nhanh chóng, an bài nhân thủ cũng nhiều đủ, nhưng dù cho như thế, vẫn là không có có thể cứu tiểu đào thi thể. Thủ đoạn của đối phương thực sự quá tàn nhẫn. Giang Sách hít thở sâu một hơi, xua tay nói rằng, đem thi thể chỉnh lý xong toàn bộ, đưa đi hỏa táng, mai táng. Đều đã như vậy, duy nhất có thể làm cũng chính là hết khả năng đem xé nát thi thể sửa sang xong, sau đó đưa đi hỏa táng, lại tìm một phong thủy địa phương tốt chôn chôn cất. Long chảo như trước quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, hắn chưa từng có nghĩ đến có một ngày sẽ thấy tiểu đào bị chó điên cho xé thành mảnh nhỏ. Hắn cái này anh, thực sự rất thất bại a. Kỳ thực trước khi tới, Giang Sách cũng đã nghĩ đến kết cục như vậy. Long Lân là cố ý đem bọn họ cho dụ dỗ qua đây, mục đích đúng là vì để cho bọn họ chứng kiến tiểu đào thi thể bị xé thành mảnh nhỏ tràng diệt, do đó đối với bọn họ tiến hành trả đũa. Dưới tình huống như thế, làm sao cứu viện? Người tới trước tiên, đối phương thì sẽ thả cậu cắn xé, căn bản là cứu không thể cứu. Bây giờ có thể đoạt lại phần lớn thi thể mảnh nhỏ, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Chỉ có thể nói, địch nhân quá giảo hoạt rồi. Tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Long Lân là hát bài hát trở về, trên mặt mang nụ cười sáng lạn, thậm chí hận không thể nhảy một bản đạo. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Long Thủ càng là chuẩn bị xong một bàn khánh công yến, bưng rượu lên ấm rót đầy một ly, cơm nước đều chuẩn bị cho ngươi được rồi, tới, cụng ly. Long Lân bưng ly rượu lên, cùng Long Thủ chạm cốc đối ẩm. Không thể không bội phục. Hết thảy tất cả đều bị Long Thủ tính toán ở bên trong, bao quát Giang Sách khả năng chọn lựa sách lược, cùng với đối với hiện trường biến hóa ứng đối,
ngay từ đầu Long Thủ liền cho ra nhằm vào phương án. Thật sự có một loại bày mưu nghĩ kế trong cảm giác. Long Lân giơ ngón tay cái lên, cho dù là họ Gia Cát trên đời, cũng bất quá như thế a. Long Thủ khẽ cười một tiếng, thổi qua đầu. Không phải, một chút cũng không có thổi qua đầu. Long Lân nói rằng, tựa như ngươi dự đoán như vậy, Giang Sách thực sự áp dụng khoái kích phương thức, hơn nữa ngươi cũng đoán được, một lần này phục kích cũng sẽ không đối với Giang Sách tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Cho nên, vẫn là lấy nhục nhã, dằn vặt làm chủ, bọn họ cho chúng ta một hạ mã uy, chúng ta liền cho bọn hắn một cái hồi mã thương, ha ha, hiện tại đại gia huề nhau. Long Thủ ăn một miếng thức ăn, nói rằng, từ nơi này một lần phục kích cũng là có thể nhìn ra một chút vật, Giang Sách thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. A hát, nói như thế nào, Long Lân kỳ thực cũng không có đem Giang Sách để ở trong lòng, một cái bị Long Thủ tỏ ra xoay quanh tiểu mặt hàng, cần coi trọng như vậy sao? Long Thủ lại cho ra phân tích của mình, một cái có thể phân phối súng ống, thẳng thăng kỳ, đại lượng cường lực thủ hạ chính là người. Ngươi cảm thấy sẽ là người thường sao? Trước Tiếu Canh, Lão Thiên Tôn bao quát Long Chảo đều thua ở trên tay của hắn, cùng với nói là lơ là bất cẩn, không bằng nói là đối với Giang Sách sở không đủ xuyên thấu qua, không biết Giang Sách con bài chưa lật rốt cuộc cái gì. Nghe hắn nói như vậy, Long Lân cũng cảm giác khá là quái dị. Đúng vậy, Giang Sách có thể điều động tài nguyên không khỏi có điểm nhiều lắm a. Người này rốt cuộc là thân phận gì? Long Thủ nói rằng, căn cứ cho đến tư liệu của chúng ta biểu hiện, Giang Sách từng tại Tây Kỳ tham gia quân ngũ, bởi vì chiến công chắc tuyệt, bị đặc biệt phong làm Tu La Chiến Thần. Bất quá, ở một năm trước hắn từng ở Giang Nam khu sa thải rồi quan chức, dựa theo đạo lý mà nói, bây giờ Giang Sách chắc là một người phàm tục. Long Lân nói rằng, quan chức sa thải rồi, nhưng Giang Sách như trước sở hữu một nhóm lớn tử trung, hơn nữa tiền của hắn cũng đều ở, cộng thêm cùng phía chính phủ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên mới rất khó đối phó. Cái này kỳ thực cũng không phải là Long Thủ lo lắng. Nếu như chỉ là tiền rất nhiều, giao thiệp rộng, tử trung nhiều, vậy còn có đánh. Long Thủ lo lắng nhất chính là một việc, Giang Sách từ quan là giả, hắn vẫn như cũ Tu La Chiến Thần. Nếu như Giang Sách vị trí còn ở đó, vậy hắn có khả năng điều động tài nguyên là hơn đáng sợ, rất nhiều thứ là nhân mạch, tiền tài đều căn bản điều động không được. Long Lân sắc mặt đổi đổi, nói rằng, không thể nào. Quan chức còn có thể giả từ. Long Thủ nói rằng, đối với Giang Sách một người như vậy, chuyện gì đều cũng có khả năng phát sinh. Chúng ta muốn diệt trừ hắn, nhất định phải đem người này cho triệt để Mạc Thanh Sở, cái gọi là chi kỷ chi bỉ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta cắt không thể lại đi Lão Thiên Tôn, Long Chảo bọn họ đường xưa, ở liền đối thủ thực lực cũng không rõ ràng dưới tình huống liền mù quáng xuất kích. Hiểu chưa? Mấy câu nói đem Long Lân nói toàn thân lông tơ sẽ xảy ra a. Rõ ràng bọn họ vừa mới đại hoạch toàn thắng, Long Thủ lại có thể như vậy thắng không kiêu, cẩn thận làm phân tích, khiến cho bọn họ hình như là phe bại. Long Thủ tiếp tục nói, hiện nay chúng ta chủ yếu làm hai chuyện. Đệ nhất, tựa như ngày hôm nay như vậy, đối với Giang Sách tiến hành từng bước một thăm dò, tra rõ thực lực của hắn sâu cạn. Đệ nhị, làm cho tình báo tiểu tổ tăng giờ làm việc công tác, cần phải đem Giang Sách tất cả tư liệu đều cho đào. Long Thủ chính là như vậy một người, rõ ràng thực lực bản thân mạnh mẽ khủng khiếp, rõ ràng chính là một thông minh tuyệt đỉnh người, nhưng như trước làm việc cẩn thận tỉ mỉ, chưa bao giờ mù quáng tự đại. Cho dù là đối mặt một con kiến, hắn cũng phải đem con này con kiến lai lịch điều tra nhất thanh nhị sở, sau đó mới biết một cước giết chết. Đây chính là hắn so với Long Lân, Long Chảo, Lão Thiên Tôn cường đại địa phương. Đây chính là hắn vì sao có thể bị Long Mạch nhìn trúng nguyên nhân. Nếu muốn đánh bại đối thủ như vậy, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, có thể nói, Giang Sách gặp phải hắn kiếp này gặp được địch nhân cường đại nhất. Nguy cơ, đã phủ xuống. Bọn họ đang ăn cơm võ thuật, cửa phòng khách mở ra, Tương Huân đi đến. Tương Huân biết mình bị lợi dụng rồi, Long Thủ. Long Lân cũng đều biết Tương Huân là nội ứng, thế nhưng, ba người bọn họ giống như là người không có sao giống nhau, khám phá không nói toạc, ai cũng không đi vạch trần chuyện này. Càng sâu tới, Long Lân còn chủ động cho Tương Huân rót chén rượu, mỉm cười đầy tới, tưởng gia chủ, tới, đầy uống này ly.
ngày hôm nay ngươi cho tìm đến na mấy cái chó dữ, thực sự là cực kỳ tuyệt vời. Tương Huân cố nén trong lòng bi thương, còn muốn bài trừ một nụ cười, đi tới bưng ly rượu lên cùng bọn chúng cộng ẩm. Bọn hắn bây giờ ba cái đều đã biết tâm tư của đối phương, nhưng tất cả đều không nói toạc, loại này chỉ cách lấy một tầng cửa sổ cảm giác phi thường đặc biệt. Vài chén rượu hạ đỗ, Tương Huân tìm một cái cớ đi về nghỉ. Nhìn hắn cô đơn đi thân ảnh, Long Lân vừa cười vừa nói, chết tiệt kẻ phản bội. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ đem hắn thi thể cầm đi cho chó ăn. Long Thủ nói rằng, đây đều là việc nhỏ, trước đối với Phó Giang Sách quan trọng hơn. Long Lân hỏi, kế hoạch bước kế tiếp là cái gì? Hiện nay đối với Giang Sách tạo thành lớn như vậy đả kích, chớ nên thừa thắng xông lên sao? Long Thủ gật đầu, ta cũng là muốn như vậy, ăn xong bữa cơm này, ta dẫn người đi thấy một người. Người nào? Đi thì biết. Ở cực đại lòng hiếu kỳ phía dưới, Long Lân nhanh chóng cơm nước xong, ngồi trên Long Thủ xe, hai người cùng nhau tiến đến Yến Thành cạnh biển trong một ngôi biệt thự mặt. Đây là Long Thủ trước đây không lâu mua, làm một vị khách nhân tôn quý mua. Có thể làm cho Long Thủ tôn kính như vậy nhân, nhất định là thân phận không giống bình thường người. Bọn họ tiến vào bên trong biệt thự bộ phận sau đó, lệnh Long Lân có chút hết ý là, bên trong biệt thự lắp đặt thiết bị phong cách vô cùng Nhật Bản biến hóa, đồng thời trong đại sảnh bày đầy đao võ sĩ. Như vậy hơi lộ ra quỷ dị tràng diện làm cho Long Lân có điểm khó chịu. Đang quản nhà dưới sự hướng dẫn, bọn họ lên lầu 2, đẩy ra một cánh cửa, ở trong phòng ngồi xếp bằng một gã râu bạc lão giả, từ ăn mặc đến xem, không hề giống là tung cửa nhân sĩ. Long Lân sửng sốt một chút, nàng chưa kịp mở miệng hỏi, Long Thủ liền chủ động giới thiệu, cái này một vị chính là từ Nhật Bản mời tới quý khách Sơn Bản Nhất Hùng tiên sinh. Sơn Bản Nhất Hùng. Long Lân khẽ nhíu mày, tên này dường như ở nơi nào nghe nói qua. Trong giây lát nàng nghĩ tới, Sơn Bản tiên sinh chẳng lẽ chính là đương đại y hạ ninja tộc trưởng. Long Thủ giơ ngón tay cái lên, có thể a, kiến thức của ngươi dự trữ không sai. Tựa như ngươi nói, Sơn Bản tiên sinh chính là y hạ ninja tộc trưởng, là ta đặc biệt từ Nhật Bản mời tới đối với Phó Giang Sách. Nói, Long Thủ cũng khoanh chân ngồi xuống, đem một bộ điện thoại di động móc ra đặt trên mặt đất. Sơn Bản tiên sinh, bộ điện thoại di động này bên trong có ta hiện nay thu thập Giang Sách toàn bộ tư liệu, ngài có thể tỉ mỉ phân tích nghiên cứu, sau đó chế định một cái tỉ mỉ ám sát kế hoạch. Ta đang mong đợi ngài đặc sắc diễn xuất. Sơn Bản Nhất Hùng liếc nhìn trên đất điện thoại di động, giọng bình thản nói rằng, người tìm năm ước mời ta qua đây, cũng chỉ giết này một người. Hắn thấy, cao như vậy ngang giá cả chỉ là giết một người, không khỏi có điểm quá phá phí. Tiền tốt như vậy kiếm. Long Thủ nở nụ cười, này một người tính mệnh so với năm ước trọng yếu hơn, nếu như Sơn Bản tiên sinh có thể đem ám sát, tại hạ cảm tạ vạn phần. Sơn Bản Nhất Hùng lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói, đây chính là ngươi nói, sau đó cũng không nên đổi ý. Tuyệt không đổi ý. Thạch Điền, theo Sơn Bản Nhất Hùng một tiếng la lên, một gã vóc người nam tử gầy gò thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở cửa. Tộc trưởng, xin phân phó. Sơn Bản Nhất Hùng chỉ điện thoại di động, trong vòng 3 ngày, đem Giang Sách thủ cấp mang đến. Tuân mệnh. Thạch Điền đi tới nhặt lên điện thoại di động, xoay người rời đi. Rõ ràng chính là tại mọi người trước mắt làm đây hết thảy, nhưng cảm giác giống như là một trận gió phất qua mọi người khuôn mặt, điện thoại di động sẽ không có. Người này thân pháp mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Long Lân ôm hoài nghi nói rằng, căn cứ điều tra, Giang Sách thân thủ tương đương cường hãn, Sơn Bản tiên sinh cũng xin cẩn thận tốt hơn. Nàng kỳ thực chính là uyển chuyển đang nói, không nên đánh giá thấp thực lực của địch nhân, tốt nhất phái thêm mấy người trợ giúp Thạch Điền. Nhưng mà, Sơn Bản Nhất Hùng khinh thường nói, lão phu làm việc, tự có chừng mực. Thật là một điểm mặt mũi cũng không cho a. Long Lân còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Long Thủ một bả ngăn lại. Long Thủ pha trò nói rằng, ta tin tưởng Sơn Bản tiên sinh phán đoán, đã như vậy, ta đây đi về trước, đợi Sơn Bản tiên sinh tốt tin tức. Ân, các ngươi có thể đi. Long Thủ mang theo Long Lân rời khỏi phòng. Còn phi thường khách khí đóng cửa lại rồi, một điểm cái giá cũng không có. Ly khai biệt thự sau đó, Long Lân tương đương bất mãn nói,
ngươi làm sao đối với lão già kia khách khí như vậy? Còn có, hắn liền phái một cái thủ hạ đi đối với Phó Giang Sách, đáng tin không? Long thủ nói rằng, vừa mới Thạch Duộng thực lực ngươi ta cũng nhìn thấy, hắn đi ám sát Giang Sách vẫn có niềm tin chắc chắn. Còn nữa nói, mặc dù thất bại, nhất nên lo lắng không phải chúng ta, mà là Sơn Bản Nhất Hùng. Nếu như thành công hết thảy dễ nói, nếu như thất bại, Sơn Bản Nhất Hùng nhất định sẽ tăng mạnh nhân thủ đối với Phó Giang Sách, căn bản không cần chúng ta đi thúc giục. Nói đều như vậy nói, còn có thể đắn đo gì nữa? Hiện nay cũng chỉ có thể về trước đi đợi tin tức. Long thủ mỉm cười lắc đầu, hơn nữa người phải nhớ kỹ một điểm, chúng ta hiện nay đang làm hết thảy đều chỉ là từng bước một thăm dò Giang Sách đích thực lực. Không cần phải sợ thất bại, mặc dù thất bại, chết cũng là Sơn Bản Nhất Hùng. Người ta lại có sợ gì? Nghe hắn nói như vậy, Long Lân Tâm cuối cùng mới để xuống một điểm. Xe khởi động, chạy về tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Trên đường, Long Lân không khỏi hiếu kỳ hỏi, Sơn Bản Nhất Hùng cái giá lớn như vậy. Đến cùng bản lĩnh như thế nào ha? Còn có, y hạ ninja ta kỳ thực cũng vẻn vẹn chỉ là có chút nghe thấy, cụ thể là đang làm gì thật vẫn không biết. Long thủ vừa lái xe một bên cho nàng tiến hành tương ứng phổ cập khoa học. Ở Nhật Bản có hai đại ninja tộc quần. Vừa là y hạ, vừa là giáp hạ. Song phương đều là ninja, đồng thời thực lực đều phi thường cường đại, đều có trên 100 năm lịch sử. Giữa bọn họ chỗ bất đồng ở chỗ, giáp hạ ninja nhấn mạnh là tập thể làm chiến năng lực, y hạ ninja nhấn mạnh là một người làm chiến năng lực, giáp hạ ninja đối với chủ công của mình tận trung. Mà y hạ ninja thì hiệu lực với ra giá cao nhất cố chủ. Dùng động vật tới làm tỉ dụ lời nói, như vậy giáp hạ ninja thì tương đương với lang, mà y hạ ninja thì tương đương với lão hổ. Long Lân gật đầu, nói như vậy, y hạ từng binh sĩ làm chiến năng lực càng mạnh. Ân, cũng không thể nói như vậy. Long thủ nói rằng, giáp hạ cùng y hạ chỉ là phương thức tác chiến bất đồng. Cũng không đại biểu y hạ từng binh sĩ năng lực nhất định so với giáp hạ còn mạnh hơn. Này ưu tú giáp hạ ninja, cũng là có cường đại từng binh sĩ làm chiến năng lực. Càng nghe càng hồ đồ. Long Lân khoát tay áo, hỏi, vậy tại sao ngươi tìm đến y hạ ninja, không tìm giáp hạ ninja đâu? Bởi vì không mời được a. Không mời được. Ân, giáp hạ ninja không phải có tiền là có thể mời được. Bọn họ phục vụ với đặc định gia tộc. Vâng mệnh vu thượng tầng. Không giống y hạ ninja, đại thể đều là cá nhân hành động, không nghe lời với bất luận kẻ nào, chỉ cần có tiền, là có thể để cho bọn họ làm một chuyện gì. Đây chính là Long thủ có thể dùng tiền đem Sơn Bản Nhất Hùng cho mời tới nguyên nhân. Lại nói tiếp, Sơn Bản Nhất Hùng cũng chỉ là y hạ ninja một cái chi nhánh, chỉ bất quá cái này chi nhánh tiếp đơn rộng nhất, không. Nhất thiêu nghiệp vụ mà thôi. Vào buổi trưa, thực tiệm thuốc chung. Hôm nay khách hàng vẫn là trước sau như một hơn, thực tiệm thuốc danh tiếng đã sớm ở Yến Thành mở ra, mỗi ngày đều có nối liền không dứt khách nhân đến nơi đây ăn. Ở lầu một trong bao xương, Giang Sách cùng Long Chảo ngồi đối diện nhau. Ở Giang Sách tỉ mỉ trị liệu xong, Long Chảo hai tay đã có thể tự do hoạt động, gắp thức ăn ăn những thứ này sự tình đơn giản vẫn là có thể làm được, đồng thời Giang Sách trợ giúp hắn đem tiểu đào thi thể chôn chôn. Coi như là hiểu rõ Long Chảo một nỗi lòng. Bây giờ Long Chảo có thể bình tĩnh lại an tâm làm việc. Giang Sách cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, người cảm thấy Long Lân cùng Long Thủ tiếp đó sẽ như thế nào hành động? Bọn họ dù sao đồng nghiệp lâu như vậy, chắc đúng lẫn nhau đều có hiểu một chút mới đúng. Cũng quả thực như vậy. Long Chảo phân tích nói, căn cứ Long Thủ tính cách. Là tuyệt đối muốn đang lộng rõ ràng lá bài tẩy của ngươi sau đó mới có thể tuyển trạch động thủ. Vì đạt tới cái này một mực, hắn sẽ không ngừng thăm dò, người mỗi một lần đánh trả đều sẽ làm cho hắn thu được càng nhiều hơn manh mối. Một ngày ngươi hết thảy chiêu số đều bị hắn nắm giữ rồi, ngươi cũng liền cách cái chết không xa. Đương nhiên, nếu như ngay cả hay là thăm dò đều gánh không được, trực tiếp bị giết chết nói, vậy chỉ có thể nói ngươi thực lực quá yếu. Nếu là thăm dò, vậy có thể là bất kỳ phương thức nào, đi qua bất luận cái gì con đường tới công kích. Cuối cùng đến tột cùng sẽ như thế nào, đoán là đoán không được. Đang khi bọn họ hai cái thương lượng thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo, nghe hình như là điếm tiểu nhị đang đối với khách nhân đại hống đại khiếu.
Theo lý mà nói, Giang Sách thực tiệm thuốc là phi thường văn minh, chưa bao giờ cho phép đối với khách nhân kêu la om sòm, chả thế nào gặp phải tình huống như vậy. Giang Sách không nói được lời nào, đứng dậy đẩy ra cửa Bao Xương đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy điếm tiểu nhị hướng về phía một cái tóc rối bù nam nhân chỉ trỏ. Nam nhân kia cúi đầu, đem nữ nhi thật chặt ôm vào trong ngực, đồng thời phi thường nổi bật là, tại hắn hông của gian chứa một cây đao, một bả nhìn qua căn bản cũng không như là tung cửa bên này đao. Ân. Giang Sách chậm rãi bước đi tới, hỏi chuyện gì xảy ra. Điếm tiểu nhị nói rằng, lão bản, người này ăn cơm chùa. Ăn cơm cũng không trả thù lao, người nói có tức hay không người. Giang Sách cúi đầu nhìn thoáng qua, nên nam tử kỳ thực chỉ chọn một cái tô mì, với hắn nữ nhi chia ăn, nhưng coi như là một tô mì tiền, bọn họ hai cha con nàng đều không lấy ra được. Nam nhân kia dùng kém chất lượng tiếng phổ thông nói rằng, trên người ta chỉ có 5 khối tiền, trước cho ngươi, tiền còn lại ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm đến. Liền một tô mì tiền còn muốn nghĩ biện pháp đi kiếm. Người nọ là có bao nhiêu nghèo rớt rái a? Điếm tiểu nhị rất khó chịu nói, người này không có tiền còn ăn mì. Cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta thực tiệm thuốc cũng không phải là dễ khi dễ. Không có tiền đúng vậy, tốt, liền đem đao của ngươi lưu lại, bán sắt vụn cũng có thể bán vài đồng tiền. Nói, điếm tiểu nhị tự tay thì đi đoạt đao. Kết quả nam tử kia chỉ là run tay một cái, điếm tiểu nhị giống như là điện giật giống nhau, tay từ trên đao buông ra, cả người lảo đảo lui về sau hết mấy bước, đặt mông ngồi sập xuống đất. Cao thủ, Giang Sách nhất xem cảnh giác. Có thể, người nam nhân trước mắt này chính là Long Thủ phái tới thăm dò mình. Thế nhưng rất nhanh Giang Sách đánh liền tiêu mất cái ý nghĩ này. Bởi vì hắn cũng không có ở nam tử trên người cảm thụ được bất luận cái gì từng tia sát ý, vừa mới đánh văng ra điếm tiểu nhị cũng chỉ là vì bảo vệ mình đau mà thôi, cũng không cố ý đả thương người. Một cái chán nản cao thủ tuyệt thế. Ha ha, thật là có ý tứ. Nam tử suy tư khoảng khắc, từ trong lòng móc ra một khối khăn tay, tựa hồ là hạ quyết tâm thật lớn thông thường, nói rằng, khối này khăn tay trước đặt ở nơi đây, chờ ta kiếm đến rồi tiền rồi trở về chuộc. Giang Sách nhìn thoáng qua, đó là một khối tài liệu tốt khăn tay, mặt trên thêu hoa anh đào, thật là mỹ lệ. Lúc này, một bên tiểu cô nương bĩu môi nói rằng, đó là mụ mụ khăn tay, không muốn. Chứng kiến trước mắt một màn này, Giang Sách mềm lòng rồi. Mặc dù không biết vì sao như vậy một cái cao thủ tuyệt thế biết nghèo túng tới mức như thế, nhưng từ hành vi của hắn cử chỉ là có thể nhìn ra, đây là một cái tương đương có nguyên tắc người. Nếu không, lấy nam tử năng lực muốn thực sự muốn ăn cơm chùa, ăn xong có thể rời đi, 10 cái điếm tiểu nhị đều ngăn không được, còn có thể ngồi ở chỗ này tùy ngươi chỉ trỏ. Hơn nữa, xem nam tử như vậy, hắn kỳ thực cũng không có ăn no, ước đoán cái này một tô mì đại bộ phận cũng là cho tiểu cô nương ăn. Sợ là bởi vì nữ nhi quá đói, cho nên mới không thể không vào điếm điểm một tô mì. Nghĩ tới đây, Giang Sách mỉm cười nói, khăn tay ta không muốn. Ta muốn ngươi cho ta làm một chuyện. Nam tử sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Giang Sách, ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi tên gì? Công Đằng Lương Giới. Quả nhiên, cùng Giang Sách dự cảm liếc mắt, người trước mắt này cũng không phải là tung cửa người, mà là từ Nhật Bản bên kia tới được. Tốt, Công Đằng Lương Giới, chỉ cần ngươi cho ta làm một chuyện ta liền miễn tiền cơm của ngươi. Nói, Giang Sách nhất phất tay, dọn dẹp bàn sạch sẽ. Sau đó lên ba đạo món ăn mặn, ba đạo thức ăn chay, một chén canh, ba bát cơm tẻ. Điếm tiểu nhị sửng sốt vài giây, cái nàng là ý gì? Hắn cũng không dám vi phạm Giang Sách ý tứ, ngay lập tức sẽ dựa theo Giang Sách nói lên trên rồi tràn đầy một bàn đồ ăn. Sáu đạo đồ ăn, một chén canh, ba bát cơm tẻ, bày đầy cái bàn. Giang Sách chỉ vào thức ăn trên bàn, ta muốn những chuyện ngươi làm chính là... Đem một bàn này chết cơm nước toàn bộ đều ăn sạch sẽ, một hạt gạo cũng không có thể thừa lại. Ăn xong, ta có khác ban cho, không ăn hết, liền bồi ta tiền. Phốc, có vài người nhìn không được vui vẻ. Đây coi như là điều kiện gì? Ai nấy đều thấy được, đây đối với phụ thân, nữ nhi đã sớm đói không được, một bàn cơm nước đây còn không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể tiêu diệt hết. Hơi chút vừa nghĩ, mọi người liền biết. Giang Sách đây là đang làm việc tốt.
Công Đằng Lương Giới hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Giang Sách sẽ có yêu cầu như vậy, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Giang Sách cùng những người đó giống nhau, sẽ làm hắn đi làm một ít đặc thù nhiệm vụ, xem ra là hắn quá lo lắng. Tốt! Không nói thêm gì, Công Đằng Lương Giới trực tiếp cầm đũa lên ăn, từng ngụm từng ngụm ăn, từng ngụm từng ngụm ăn canh, bên cạnh nữ nhi cũng ăn phi thường hài lòng. Từ bọn họ hổ đói nuốt dáng vẻ là có thể nhìn ra, không biết đói bụng đã bao lâu. Một bên điếm tiểu nhị nhìn thẳng dậm chân, hắn cũng không có minh bạch Giang Sách dụng tâm lương khổ, chỉ biết là tiền bữa cơm này là nhất định phải không trở lại. Hắn nào biết đâu rằng Giang Sách tâm tư. Một bữa cơm tiền mà thôi, đối với Giang Sách mà nói căn bản là chín châu mất sợi lông, không dùng tại tử. Giang Sách quan tâm hơn chính là loại này có tín nghĩa, có nguyên tắc cao thủ, đó là có thể giúp một phần là một phần. 10 min thời gian, đầy bàn cơm nước cuộn sạch không còn. Đó là khẳng định, coi như trở lại mấy chén cơm cũng không đủ Công Đằng Lương Giới ăn, hắn thật sự là đói quá lâu, bất quá Giang Sách làm một danh y sinh, biết rượu chè ăn uống quá độ khẳng định không được. Như vậy chữ bát phân ăn no như vậy đủ rồi, không thể để cho hắn nhiều hơn nữa ăn. Nhìn quét một vòng, Giang Sách gật đầu, tốt, ngươi hoàn thành yêu cầu của ta, căn cứ trước ước định của chúng ta. Ngươi hoàn thành yêu cầu của ta, ta cần cho ngươi quá mức ban cho. Cái gì? Điếm tiểu nhị đều bối rối, cái này ăn uống chùa vẫn không tính là, còn muốn quá mức ban cho. Lão bản, tiệm chúng ta từ lúc nào có cái chủng này khiêu chiến? Về sau ta cũng mỗi ngày khiêu chiến có được hay không? Giang Sách khẽ cười một tiếng, ngươi hãy tỉnh lại đi, đút ngươi còn không bằng nuôi heo. Nói. Giang Sách từ trong lòng móc ra một tờ chi phiếu, thuận tay điền một con số, ký xuống danh, đem giao cho Công Đằng Lương Giới. Công Đằng Lương Giới nhận lấy vừa nhìn, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là một tấm 1 triệu chi phiếu. 1 triệu A, cái này về sau hơn mấy năm cơm phiếu đều có, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Vài giây qua đi, Công Đằng Lương Giới sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn hít thở sâu một hơi, không nói gì, đứng lên, một tay cầm tay của nữ nhi một tay cầm đao, xoay người hướng phía cửa tiệm phương hướng đi tới. Chứng kiến một màn như thế, điếm tiểu nhị siêu cấp khó chịu, mắng thầm, thật là không có tố chất. Ăn uống chùa, còn lĩnh 1 triệu, ngay cả một câu cảm tạ cũng sẽ không nói sao. Giang Sách khẽ cười một tiếng, nói rằng, hoàn toàn không cần. Giang Sách nhìn người ánh mắt là phi thường chuẩn. Hắn sở nhận lấy 12 hoàng kim, từng cái đều là kiệt xuất nhân tài. Hắn tin tưởng, Công Đằng Lương Giới cũng là như vậy. Sở dĩ ngay cả một câu cảm tạ cũng không nói, đơn giản là một câu nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Giang Sách cho hắn lớn như vậy ân tình, một câu cảm tạ là căn bản không đủ để báo đáp, Công Đằng Lương Giới rõ ràng biết điểm này, cho nên, căn bản không cần làm điều thừa. Đồng thời Giang Sách tin tưởng. Trong tương lai một ngày nào đó, mỗi một khắc, Công Đằng Lương Giới nhất định sẽ cho Giang Sách nhất cái to lớn hồi báo. Bởi vì người giống như hắn vậy, là tuyệt đối sẽ không cả đời thiếu người ân tình không trả. Đang lúc bọn hắn hai cha con nàng đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên, Giang Sách nhướng mày, lớn tiếng nói, chậm đã. Công Đằng Lương Giới dừng bước. Điếm tiểu nhị vui vẻ, cho rằng Giang Sách nhất định là sinh khí, muốn đem tiền cầm về. Nào ngờ, Giang Sách cũng không phải là vì cầm lại tiền, mà là phi thường lo lắng nói rằng, Công Đằng, trạng huống thân thể của ngươi vô cùng tệ hại, không chống đỡ được bao lâu. Công Đằng sắc mặt cũng không có thay đổi, điều này nói rõ hắn đối với mình tình trạng cơ thể trong lòng hiểu rõ. Không nói gì thêm, hắn trực tiếp cầm tay của nữ nhi, chậm rãi ly khai. Hắn rời đi như vậy quyết tuyệt, kiên định như vậy, tựa hồ phía trước có chuyện gì đang chờ hắn. Là hắn nhất định phải hoàn thành, mặc dù đánh bạc này tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Giang Sách lại hô, ta là một gã bác sĩ, ta sẽ một mực thực tiệm thuốc. Nếu như thân thể ngươi thực sự không chịu nổi, tới thực tiệm thuốc tìm ta. Không có được bất luận cái gì hồi phục. Công Đằng Lương Giới yên lặng ly khai. Trong điếm tất cả mọi người đối với Công Đằng chửi mắng một trận, trên thế giới tại sao có thể có loại này không biết phải trái người. Rõ ràng Giang Sách là vì hắn tốt, không nói cảm tạ còn chưa tính, ngay cả đầu đều lười được trở về, thật là không có lễ phép, bạch nhãn lang.
chỉ có Giang Sách cũng không nghĩ như vậy. Hắn biết rõ công đằng lương giới là một cái sở hữu vĩ đại tín niệm, đồng thời sở hữu hẳn phải chết quyết tâm nhân, người như vậy, không câu nệ tiểu tiết. Giang Sách hít thở sâu một hơi, vỗ tay phát ra tiếng. Đôi ngư bước nhanh tới, thống suất, chuyện gì? Giang Sách nói rằng, tra một chút công đằng lương giới thân phận, tại sao muốn từ Nhật Bản ngày nữa hướng? Là, đôi ngư lập tức đi điều tra. Giang Sách nhìn viễn phương, âm thầm nói rằng, công đằng, người rốt cuộc là một cái dạng gì nhân? Ngày nữa hướng, lại đến tột cùng vì cái gì? Ngươi, có thể sống bao lâu? Lâm Hải biệt thự, lầu một phòng khách. Sơn Bản Nhất Hùng đem hắn đao võ sĩ nắm trong tay, trên bàn xiêm áo một chiếc ngọn đèn, hắn đem đao phong ở đèn dầu bấc đèn trên một lần lại một lần nhẹ nhàng lướt qua, sau đó dùng vải ướt trà lau, vô cùng chăm chú. Đao, là của hắn sinh mạng thứ hai. Trong phiến khắc, Thạch Điền đã đi tới, cúi đầu nói rằng, tộc trưởng, Giang Sách tin tức đã nắm giữ, ta đã xác định vị trí của hắn, tối hôm nay có thể chấp hành ám sát kế hoạch. Có Thạch Điền cao thủ như vậy xuất chiến, ở Sơn Bản Nhất Hùng xem ra, nhất định là vạn vô nhất thất. Cần người giúp đỡ sao? Sơn Bản Nhất Hùng hỏi. Cần. A hát, Sơn Bản Nhất Hùng có chút ngoài ý muốn, kỳ thực Thạch Điền là một cái tương đương tự phụ người, dưới tình huống bình thường căn bản cũng không cần giúp đỡ, mỗi lần đều là một mình nhiệm vụ. Lúc này đây Thạch Điền cư nhiên sẽ chọn giúp đỡ, cái này cũng từ mặt bên nói rõ Giang Sách thực lực không bình thường. Có thể bị người Hoa Nam ước ám sát người, nhất định là phải có điểm khả năng. Sơn Bản Nhất Hùng hỏi, cần bao nhiêu giúp đỡ? Thạch Điền dựng thẳng lên hai ngón tay, ta cần rắn nước cùng hải quy hai người. Rắn nước cùng hải quy, hai người này thực lực ở Y Hạ Ninja trong đều là có tên tuổi cường giả, thuộc về top 5 cao thủ. Ở Sơn Bản Nhất Hùng chính là thủ hạ tổng cộng có ngũ đại cao thủ, ngoại trừ Thạch Điền ở ngoài còn có 4 người. Rắn nước cùng hải quy đang ở trong đó. Dưới tình huống bình thường ám sát hành động, đều chỉ cần một người cũng đủ để giải quyết vấn đề, có thể đồng thời xuất động hai cái coi như chăm chú đối đãi. Không nghĩ tới chính là, hiện tại cư nhiên đồng thời muốn hai người hỗ trợ, đủ để nhìn ra Thạch Điền đối với ám sát Giang Sách cẩn thận. Cần đồng thời xuất động hai người bọn họ sao? Sơn Bản Nhất Hùng có chút kinh ngạc. Đối phó một người, cần đồng thời vận dụng bao quát Thạch Điền ở bên trong ba đại cao thủ. Thạch Điền nói rằng, gần là đối với trả Giang Sách một người, có ta như vậy đủ rồi, nhưng Giang Sách bên người quanh năm có cao thủ bảo hộ, ta cần phải có người bắn yểm hộ, đem người bảo vệ dẫn dắt rời đi. Sơn Bản Nhất Hùng lau một cái đao, vậy cứ dựa theo lời ngươi nói đi làm đi. Thạch Điền lĩnh mệnh lui. Mới vừa đi tới phân nửa, Thạch Điền vừa quay đầu nói rằng, còn có một việc, tộc trưởng. Công đằng lương giới đã đuổi tới Yến Thành tới. Sơn Bản Nhất Hùng động tác đình chỉ. Trầm mặc khoảng khắc, hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng, thực sự là không biết tốt xấu a, hắn đều đã là sẽ chết người rồi, lại còn muốn theo đuổi giết tới. Tới thì có thể làm gì, chỉ bằng một mình hắn, thật vẫn muốn báo thù. Chê cười. Sơn Bản Nhất Hùng đem đao vung lên, đèn dầu bấc đèn bị chém đứt, ngọn đèn dầu diệt. Thạch Điền hỏi, cần ta đi bắt hắn cho xử lý xong sao? Xử lý? Sơn Bản Nhất Hùng vui vẻ, căn bản không có cái kia cần phải, hắn có thể không thể chống đỡ qua ngày hôm nay đều vẫn là chuyện gì xảy ra rồi. Coi như hắn đi tới ta chỗ này, ngươi cho rằng lấy trước mắt hắn tình trạng, có thể làm được cái gì? Có thể, cái kia hoàn hảo vô khuyết, trạng thái mạnh nhất công đằng lương giới quả thực làm người ta kính nể, nhưng bây giờ cái này công đằng lương giới. Liền chỉ là cái mặc người chém giết nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà. Không đáng giá mỉm cười một cái. Thạch Điền, người bây giờ muốn đem lực chú ý đặt ở đêm nay ám sát Giang Sách trong chuyện này, cái khác không quan trọng người sẽ không cần ngươi quan tâm, hiểu chưa? Hiểu, Thạch Điền lúc này mới xoay người rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Sơn Bản Nhất Hùng, hắn đem đao thu hồi vỏ đao, tự lẩm bẩm công đằng lương giới. Ha ha! Ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường tử lộ. Thực tiệm thuốc, ghế lô. Đôi ngư cầm một tay tư liệu đi đến, rời cái băng, rót chén nước, ực mạnh vài hớp. Thống suất, có quan hệ công đằng lương giới tình báo ta đã đoạt tới tay. Đôi ngư hoảng liễu hoảng tài liệu trong tay. Nói nghe một chút, Giang Sách có vẻ tương đối bình tĩnh. Khái khái,
đầu tiên ta muốn nói là, người này thật không phải là người bình thường, hắn là Nhật Bản ninja, giáp hạ nhất phái thiếu chủ. Quả nhiên không là người bình thường. Giang Sách ánh mắt vẫn là rất chuẩn, liếc mắt là có thể nhìn ra công đằng lương giới cũng không vật trong ao. Đôi ngư lại tiếp lấy trần thuật công đằng lương giới tin tức. Công đằng lương giới vốn là giáp hạ ninja trong đó một chi thiếu chủ, từ nhỏ đã học tập cốt lõi nhất cường đại nhất nhẫn thuật, người tay tại toàn bộ ninja giới đều là có tên tuổi. Thậm chí có muôn đời thiên tài xưng hô, nhẫn nhịn giả giới cơ hồ không có địch thủ. Nhưng không biết vì sao, một tháng trước, bọn họ mạch này đột nhiên bị tàn sát, toàn tộc người bị giết chết. Công đằng lương giới liều mạng chạy ra ngoài, đồng thời dưới sự bảo vệ rồi nữ nhi. Từ đó về sau, sẽ thấy cũng không người nào biết công đằng lương giới hạ lạc, rất nhiều người đều nói hắn đã chết, bởi vì hắn thụ thương thật sự là quá nghiêm trọng, không có khả năng sống được xuống tới. Mặc dù là còn sống, cũng rất có thể sẽ bị cừu gia cho giết chết. Phải biết rằng, cừu gia của bọn hắn có thể trong một đêm đem toàn bộ giáp hạ một chi cho tàn sát hầu như không còn, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Thu hồi tư liệu, đôi ngư thở dài, nói rằng, vậy khó trách hắn ngay cả tiền ăn cơm đều cấp không nổi rồi, thì ra có như thế thê thảm thân thế, xem ra công đằng lương giới tới Yến Thành chỉ là vì rời xa phân tranh, bảo vệ mình nữ nhi không bị thương tổn. Không cần thiết, Giang Sách cho ra bất đồng ý kiến, ánh mắt của hắn phi thường kiên định, hơn nữa có phải chết chuẩn bị, căn bản không phải tránh né phân tranh tất cả nhãn thần. Nếu ta đoán không lầm, cựu nhân của hắn nhất định là đi tới Yến Thành, cho nên hắn mới có thể truy sát qua đây. À, đôi ngư cảm thấy bất khả tư nghị, từ Nhật Bản chạy tới Yến Thành, chính là vì truy sát cựu gia. Có cần không, ở Nhật Bản một bên dưỡng thương một bên đợi địch nhân trở về không tốt sao? Giang Sách giải thích, không kịp, thương thế trên người của hắn rất nghiêm trọng, đồng thời còn thân chúng kịch độc, tùy thời có bỏ mạng khả năng. Nếu muốn báo thù, nhất định phải dành thời gian. Cho nên, đây chính là công đằng lương giới đi tới Yến Thành nguyên nhân. Muốn đuổi tại chính mình bỏ mạng trước đem địch nhân cho tiêu diệt hết. Vấn đề là, hắn làm được không? Nếu địch nhân có thể tàn sát bọn họ tộc, vậy đã nói rõ thực lực của địch nhân nhất định tương đương cường hãn. Một mình hắn làm sao đối kháng. Huống chi bây giờ công đằng lương giới thương thế rất nặng. Chỉ sợ còn không có cùng địch nhân giao thủ liền chính mình trước không chịu nổi, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, hắn đều không giống như là có thể báo thù thành công dáng vẻ. Đang lúc bọn hắn vì công đằng lương giới cảm thấy lo lắng thời điểm, điếm tiểu nhị qua đây gõ cửa. Lão bản, cái kia ăn cơm chùa nam nhân nữ nhi tới. Nàng khóc nói cái gì? Cái gì ba ba nàng muốn chết, cầu ngươi mau cứu ba ba nàng. Việc này có muốn hay không quản a? Giang Sách chau mày, cũng không cần hỏi cái gì cũng biết chuyện gì xảy ra, còn phải nghĩ sao? Nhất định là công đằng lương giới thương thế tái phát, độc khí công tâm, muốn chết. Nữ nhi của hắn lại một cái người không biết, ngoại trừ tới nơi này còn có thể đi đâu. Giang Sách nghĩ đến công đằng lương giới khả năng nhịn không được. Nhưng không nghĩ đến nhanh như vậy liền nhịn không được, hắn nhanh lên đứng dậy đi ra ghế lô. Tiểu cô nương ở nơi nào? Giang Sách đi tới phòng khách sau đó, liền thấy một cô bé ngồi ở ghế trên lau nước mắt, na dáng vẻ đáng yêu đem không ít người đều cho khóc mềm lòng. Có rất nhiều đại thúc bác gái đi qua thoải mái nàng, nói cho nàng biết biết không có chuyện gì. Thế nhưng càng thoải mái, tiểu cô nương lại càng khóc lợi hại. Giang Sách đã đi tới. Khác chưa từng nói, trực tiếp lại hỏi, còn nhớ rõ đi tìm ba ba ngươi đường sao? Tiểu cô nương gật đầu. Mang ta đi, nhanh. Giang Sách ôm lấy tiểu cô nương trực tiếp xuất môn lên xe, ở bé gái dưới sự chỉ dẫn, bọn họ đi tới một chỗ vắng vẻ thổ địa miếu. Giống như bọn họ loại này không có tiền người, cũng chỉ có thể ở thổ địa bên trong miếu che gió tránh mưa rồi. Xuống xe. Giang Sách đi nhanh vào thổ địa bên trong miếu. Chỉ thấy trên mặt đất nằm một người, không là người khác, chính là công đằng lương giới. Hắn toàn thân đều tản mát ra một cỗ mùi hôi thối. Đồng thời, từ lộ ra ra có thể chứng kiến, trên người khắp nơi đều là vết thương, trong cơ thể còn có to lớn ứ tổn thương. Rất phiền phức, rất vướng tay chân. Nội thương, ngoại thương còn có độc, nhiều như vậy thương thế kết hợp với nhau, có thể vẫn cường chống được hiện tại đã là một kỳ tích. Van cầu ngươi mau cứu ba ba ta.
tiểu cô nương không ngừng đung đưa Giang Sách cánh tay. Giang Sách không nói được lời nào, yên lặng đem cái hòm thuốc cầm tới, đặt trên mặt đất, mở ra. Hắn vén lên công đằng lương dưới y phục, bắt đầu kiểm tra. Đầu tiên là cần gấp nhất chính là độc. Công đằng lương giới sở dĩ biết nhịn không được, biết rơi vào hôn mê, biết toàn thân tản mát ra mùi hôi thối, chính là chỗ này độc đưa đến. Cũng may trong khoảng thời gian này Giang Sách cùng các loại các dạng độc đều đã từng quen biết, đã đối với độc rất quen thuộc. Tuy là công đằng lương giới trên người độc phi thường đặc thù, nhưng như trước không làm khó được Giang Sách. Hắn hít thở sâu một hơi, bắt đầu cho công đằng lương giới giải độc. Lợi dụng ngân châm đem trên người tụ huyết cho tản ra, sau đó từ thân thể các bộ vị đem máu độc ép ra ngoài, lại phối chế giải dược tương ứng, trong thời gian ngắn nhất đem độc tố cho bài trừ, áp chế. Mặc dù không có 100% giải trừ, nhưng là đã hiểu thất thất bát bát, đồng thời đem còn dư lại độc tố chế trụ. Kể từ đó, công đằng lương giới tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Kế tiếp, Giang Sách dùng tự chế đại bổ hoàn tới khép lại đối phương nội thương. Đồng thời đem thân thể các nơi vết thương cũ cũng nhất thịnh trị hết. Cuối cùng chính là ngoại thương. Có nhiều chỗ đều nứt ra tử, mừng mủ rồi, Giang Sách đem vết thương lớn nhỏ từng cái xử lý tốt, lại đắp lên thuốc, cuối cùng dùng băng vải cho dây dưa được rồi. Hết thảy đều xử lý tốt sau đó, Giang Sách thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, hiện tại hắn mệnh xem như là bảo vệ, bất quá, phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Đôi ngư đem hắn mang đi nhân tâm y viện, hảo hảo trị liệu. Đôi ngư không nói hai lời cứ tới đây đem công đằng lương giới bế lên, đặt ở trên xe, sau đó lái xe mang theo Giang Sách, tiểu cô nương cùng nhau tiến đến y viện. Đại khái lúc trạng vạng tối phân, công đằng lương giới rốt cục tỉnh lại. Ta ở đâu? Đây là hắn sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên. Tiểu cô nương rất nhanh chạy tới, một cái giữ chặt công đằng lương giới. Hơi khóc nức nở nói, ba ba, người buổi chiều té xỉu, là vị này hảo tâm thúc thúc cứu ngươi. Công đằng lương giới ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là Giang Sách. Đây đã là Giang Sách hai lần trợ giúp, hơn nữa lúc này đây nhưng là chân chân thực thực cứu mạng của hắn, thiếu lớn như vậy ân tình, một chốc sợ là không tốt còn. Cảm tạ, lớn hơn nữa ân không lời nào cảm tạ hết được, đến nơi này trùng thời điểm cũng không khỏi không nói một tiếng cảm ơn rồi. Giang Sách khẽ cười một tiếng, nói rằng, có thể cho ngươi nói hai chữ này thực sự không dễ dàng. Công đằng lương giới thở hổn hển, hỏi, đao của ta rồi. Làm sao, vừa tỉnh qua đây sẽ báo thù. Thời gian của ta không nhiều lắm. Không phải, ngươi bây giờ thời gian rất nhiều. Giang Sách nói rằng, yên tâm đi, ta đã giúp ngươi đem thân thể bên trong độc tố cho loại trừ rồi. Nội thương cùng ngoại thương cũng đang khép lại, kiên trì đợi vài ngày. Lấy thân thể tố chất của ngươi rất nhanh thì có thể khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó lấy toàn thắng trạng thái đi báo thù Tuyết Hận, không phải có nắm chắc hơn sao? Công đằng lương giới sửng sốt một chút. Độc tố loại trừ rồi. Hắn không dám tin nói rằng, ngươi có thể trị hết độc trong người ta làm. Một bên đôi ngư nói rằng, nho nhỏ độc tố thì có khó khăn gì? Chúng ta thống suốt nhưng là thần y. Giang Sách nói tiếp, ta không riêng chữa khỏi độc tố của ngươi. Còn biết ngươi là Nhật Bản giáp hạ nhất phái thiếu chủ, một tháng trước gặp tai họa thảm bất ngờ. Có thể nói cho ta một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Loại chuyện như vậy, thông thường công đằng lương giới căn bản sẽ không đối ngoại nhân nhắc tới, thế nhưng Giang Sách hai lần giúp hắn, hơn nữa Giang Sách hỏi nguyên nhân, khẳng định cũng là chuẩn bị tiếp tục trợ giúp hắn. Lần này hảo ý, thực sự rất khó cự tuyệt, cũng nghiêm chỉnh cự tuyệt. Công đằng lương giới thở dài một hơi, trong thanh âm mang theo bi phẫn nói rằng, là y hạ hại chết tộc nhân của ta, ta muốn tự tay vì tộc nhân báo thù. Thì ra, giáp hạ cùng y hạ trăm năm qua vẫn cửu hận không ngừng, chém giết lẫn nhau. Nhưng đang ở một tháng trước, nhất bang y hạ ninja đột nhiên đi tới công đằng lương giới bộ tộc, nói là muốn theo chân bọn họ hòa hảo, cùng nhau khai sáng giáp hạ, y hạ thịnh thế, lấy bọn họ làm đầu lệ tới hóa giải hai bên cửu hận. Công đằng lương giới có phụ thân là một vị hướng tới hòa bình người, vui vẻ bằng lòng. Nhưng người nào có thể ngờ tới, cái này dĩ nhiên là dẫn sói vào nhà. Đám kia y hạ ninja cũng không phải là thực sự tới tìm cầu hợp tác, đạt được hòa bình, bọn họ chỉ là nhìn chúng giáp hạ vàng bạc cùng nhẫn thuật bí tịch. Đêm đó, y hạ các ninja trong nước hạ độc,
có thể dùng giáp hạ các ninja hầu như toàn bộ chúng độc. Sau khi chúng độc, giáp hạ ninja mất đi sức chiến đấu, bị tàn sát hầu như không còn. Trong bộ tộc vàng bạc cùng với nhẫn thuật bí tịch toàn bộ đều bị cướp đoạt sạch sẽ, công đằng lương giới là bởi vì đúng lúc phát hiện trong nước có độc hay không uống quá nhiều, cho nên mới cất giữ một tia sức chiến đấu, ngoan cường mang theo nữ nhi chạy ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, vẫn là vết thương chồng chất. Nội thương, ngoại thương, độc tổn thương, nhiều như vậy tổn thương kết hợp với nhau, công đằng lương giới biết mình tính mệnh khẳng định không dài, cho nên phải ở điểm cuối của sinh mệnh trước mắt tự tay báo thù. Có thể giết chết một cái địch nhân là một cái, có thể giết chết hai cái liền hai cái. Hắn điều tra biết, y hạ ninja bỏ vào đến từ Yến Thành mời, muốn tới Yến Thành tiến hành ám sát, vì vậy liền một đường truy sát qua đây. Ai có thể nghĩ, đi tới Yến Thành sau đó, thương thế không có tốt, lại không tiền, nhẫn cơ chịu đói. Ngày hôm nay, hắn rốt cục không chịu đựng nổi, hôn mê đi. Nếu như không phải Giang Sách hảo tâm cứu lời của hắn, chỉ sợ công đằng lương giới xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong, còn không có nhìn thấy địch nhân mặt, cũng đã đi đầu một bước đi địa phủ đầu thai báo cáo đi. Nghe xong công đằng lương giới thân thế tao ngộ, Giang Sách cùng Đôi Ngư đều gấp bội cảm thấy đồng tình. Nguyên bản hạnh phúc bộ tộc, cũng bởi vì dễ tin tiểu nhân, kết quả rơi vào cái tàn sát hầu như không còn kết cục, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy sức sống. Giang Sách dò hỏi, giết các ngươi là y hạ ninja. Công đằng lương giới gật đầu, tộc trưởng của bọn họ là Sơn Bản Nhất Hùng. Sơn Bản Nhất Hùng. Đây là một cái tương đối tên xa lạ, Giang Sách trước là tới nay chưa từng nghe qua. Nếu như công đằng lương giới nói toàn bộ đều là thực sự, kia Sơn Bản Nhất Hùng liền thật là nên bầm thây vạn đoạn, chết 100 lần cũng không đủ đền hắn phạm vào tội ác. Lúc này, Đôi Ngư không khỏi hiếu kỳ hỏi, được rồi, cái này y hạ ninja chạy tới Yến Thành muốn ám sát ai vậy? Công đằng lương giới nói rằng, căn cứ ta sở điều tra đến manh mối, Sơn Bản Nhất Hùng là bị một cái tên là Long Thủ Nhân mời, tới Yến Thành ám sát một cái tên là Giang Sách Nam Nhân. Ngạch, cái này, Giang Sách cùng Đôi Ngư liếc nhìn nhau, thực sự không biết nên nói gì cho phải. Nếu không tại sao nói hảo tâm có hảo báo? Nếu như không phải Giang Sách có phần này hảo tâm, vẫn đối với công đằng lương giới gây viện thủ, làm sao có thể thu hoạch trọng yếu như vậy tình báo? Công đằng lương giới chứng kiến hai người bọn họ thần tình lúng túng, hỏi, làm sao vậy? Các ngươi quen nhau Giang Sách? Giang Sách phi thường lúng túng tằng hắng một cái, nói rằng, vẫn không có tới kịp với ngươi tự giới thiệu mình một chút, kỳ thực, ta chính là Giang Sách. Không khí của hiện trường trong khoảng thời gian ngắn liền chậm lại, có vẻ rất là xấu hổ. Hồi lâu, công đằng lương giới chỉ có cười khổ lắc đầu, nói rằng, thật là duyên phận a. Lại nói tiếp, hiện tại Giang Sách cùng công đằng lương giới nhưng thật ra là đứng ở đồng nhất trận tuyến. Sơn Bản Nhất Hùng được mời tới ám sát Giang Sách, na Giang Sách nhất định là với hắn đối lập, công đằng lương giới cùng Sơn Bản Nhất Hùng lại là tử địch, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Giang Sách cùng công đằng lương giới vậy khẳng định phải liên thủ. Huống chi, Giang Sách liên tục nhiều lần trợ giúp công đằng lương giới, coi như là không có Sơn Bản Nhất Hùng tầng quan hệ này, công đằng lương giới cũng sẽ trợ giúp Giang Sách. Công đằng lương giới nói rằng, Giang Sách, người đã cứu ta mệnh, ta còn đang suy nghĩ làm sao hồi báo ngươi, hiện tại không cần suy nghĩ, diệt trừ Sơn Bản Nhất Hùng chính là đối với ngươi tốt nhất hồi báo. Đôi Ngư hỏi, Sơn Bản Nhất Hùng thực lực như thế nào a? Công đằng lương giới nói rằng, rất mạnh, có thể nói là nhẫn giới đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa thủ hạ của hắn có ngũ đại cao thủ, Thiên Cầu, Cửu Vĩ, Thạch Điền, Rắn Nước cùng với Hải Quy. Từng cái đều thực lực siêu cường, nếu như liên thủ lại làm ám sát, sẽ... Nói được nửa câu, công đằng lương giới bỗng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn về phía bên cửa sổ. Làm sao vậy? Đôi Ngư hỏi. Công đằng lương giới không nói gì, chịu đựng đau xót từ trên giường bò xuống tới. Yên lặng đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, ở bên cửa sổ thấy được một con nằm bất động thằn lằn. Hắn tay mắt lanh lẹ, một cái liền đem thằn lằn bắt lại, hung hăng nện xuống đất, một cước giết chết. Ngươi làm cái gì vậy? Đôi Ngư khó hiểu. Công đằng lương giới nói rằng, các ngươi đã bị giám thị, cái này thằn lằn chính là thạch ruộng nhẫn thuật một trong, chuyên môn dùng để giám thị, thu hoạch tình báo. Cái gì?
Đôi ngư cảm thấy bất khả tư nghị. Nói như vậy, không biết có bao nhiêu tin tức đều tiết lộ ra ngoài, địch nhân lúc nào cũng có thể xuất thủ ám sát bọn họ. Công Đằng Lương Giới nói rằng, bất quá cũng không cần quá lo lắng, một cái này thằn lằn bị ta giết chết, bộ phận này tin tức Thạch Điền liền thu hoạch không đến. Cho nên, hắn cũng không biết ta ở nơi này. Giang Sách, ta sẽ trợ giúp người đối kháng Thạch Điền, đối kháng Sơn Bản Nhất Hùng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra ta sẽ với ngươi liên thủ, đây là chúng ta hiện nay ưu thế lớn nhất. Quả thực cũng là, Giang Sách tuy là lợi hại, thế nhưng đối với nhẫn thuật đó là một chữ cũng không biết. Có Công Đằng Lương Giới như vậy một cái chuyên gia bên người, quả thực biết ung dung nhiều. Nhân Tâm Y Viện phụ cận một quán rượu bên trong, ba nam nhân ngồi vây chung một chỗ, chính là Thạch Điền, Rắn Nước, Hải Quy ba người. Thạch Điền có thể đi qua thằn lằn tới thám thính tình báo của địch nhân, chiêu thức ấy nhẫn thuật là ngay cả núi Bổn Nhất Hùng đều tự thẹn phất như, toàn bộ nhẫn giới duy nhất cái này một người. Trước siêu tập Giang Sách tình báo cũng hết sức thuận lợi, chỉ là không biết vì sao, ngay vừa mới rồi, hắn mất đi một con thằn lằn. Mất đi ý tứ chính là chết. Cuối cùng này tin tức cũng không có có thể thu hồi. Rắn Nước nói rằng, làm sao, chẳng lẽ bị Giang Sách phát hiện? Thạch Điền lắc đầu, nói rằng, không có khả năng, ta thằn lằn cùng thông thường thằn lằn hầu như giống nhau như đúc, mặc dù là hành nội nhân đều khó nhận, chớ đừng nói chi là Giang Sách một cái như vậy người ngoài nghề rồi. Trừ phi là có nhẫn thuật hành ra trợ giúp hắn, nếu không, lấy năng lực của hắn căn bản cũng không khả năng phát hiện được ta nhẫn thuật. Hắn có tự tin như vậy, cũng quả thực như vậy. Nếu như không có người khác trợ giúp, Giang Sách làm sao cũng không khả năng nghĩ đến một con nhìn qua phổ thông thằn lằn cư nhiên sẽ là dùng để thám thính tình báo. Hải Quy vừa ăn một bên chậm rãi nói, đoán chừng là con cái nhà ai bướng bỉnh, chóc đi chơi chết a. Cái khả năng này nhưng thật ra rất cao. Trước Thạch Điền thằn lằn đã từng mất tích qua, sau lại hắn điều tra mới phát hiện là bị tiểu hài tử chóc đi chơi. Thạch Điền nói rằng, chúng ta lấy được tình báo đã đầy đủ sinh ra, cuối cùng một phần không có cũng không còn quan hệ, kế hoạch tối nay không thay đổi, các loại 3 giờ sáng, phải đi Nhân Tâm Y Viện giết chết Giang Sách. Minh Bạch, Hải Quy còn tại đằng kia ăn. Rắn Nước thì ngáp một cái, trực tiếp nằm ở trên giường, trầm lắng ngủ. Khoảng cách bầu trời tối đen còn sớm rồi, được dưỡng chân tinh thần mới có thể nửa đêm hành động. Thời gian chậm rãi trôi qua rồi. Rất nhanh, trời tối. Thạch Điền ba người bọn họ tới lặng lẽ đến rồi Nhân Tâm Y Viện, rất thoải mái liền lừa gạt ban đêm trông coi bảo an, chạy vào bên trong bệnh viện bộ phòng xếp. Lầu 3, bên tay trái gian thứ 2, đó chính là Giang Sách căn phòng. Thạch Điền nhìn bốn phía xem, cũng không có người, vì vậy liền lấy ra một cây cái ống từ cửa phòng dưới duỗi vào, sau đó đem khói mê từ cái ống thổi đi vào. Đây là y hạ ninja độc hữu chính là khói mê, nghe thấy một cái sẽ chết ngủ mất. Lúc đầu Giang Sách liền ngủ mất rồi, lại ngửi được như vậy khói mê, vậy khẳng định chính là một ngủ không tỉnh, triệt để không tỉnh được. Nhưng ngay khi lúc này, bỗng nhiên trong lúc đó, ở hành lang hai bên mỗi người xuất hiện một người đàn ông. Bên trái nam tử vô cùng thánh khiết, bên phải nam tử thì đầy người sát khí. Này nhị vị! Chính là 12 hoàng kim trung thực lực mạnh mẽ đại biểu sử nữ cùng song tử. Nhất phiết Phật, nhất phiết ma. Phật cùng ma đồng thời thủ hộ Giang Sách, muốn ở tại bọn hắn hai cái liên thủ dưới tình huống ám sát Giang Sách, vậy đơn giản khó hơn lên trời. Thạch Điền đương nhiên cũng biết hai người kia lợi hại, chính mình nếu như theo chân bọn họ hai cái hao tổn nữa, có gọi hay không qua được vẫn là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ khói mê công hiệu qua, Giang Sách tỉnh lại nói liền triệt để chuyện xấu. Vì ứng đối cục diện như vậy, Thạch Điền sớm có chuẩn bị. Không đợi sử nữ, song tử tới gần, lại có hai nam tử đứng dậy, chính là cùng Thạch Điền cùng nhau mà đến Rắn Nước, Hải Quy, hai người kia chính là Thạch Điền dùng để đối phó bảo hộ Giang Sách nhân. Hai người các ngươi cho ta đoạn hậu, Thạch Điền nói rằng. Minh Bạch, ngươi mặc dù đã vào nhà giết chết cái kia Giang Sách là được, hai người hộ vệ này liền giao cho chúng ta tới xử lý, chúng ta so một lần, ai có thể trước giải quyết đối thủ. Rắn Nước căn bản cũng không có đem sử nữ, song tử để vào mắt, tựa như lúc nào cũng có thể giết chết bộ dạng. Thạch Điền cũng tin tưởng bọn họ thực lực, tay tại đóng cửa trên rạch một cái, đóng cửa liền mở ra, Thạch Điền đẩy cửa mà vào.
Làm càn, Sử Nữ nổi giận, chầm chạy bộ đi qua. Hải Quy hỏi, rắn nước, cái này giao cho ngươi chính là để ta làm. Rắn nước cười lạnh một tiếng, ta ghét nhất chính là chỗ này chủng vẻ mặt giả từ bi ngụy quân tử, chứng kiến hắn để ta toàn thân nổi da gà, ta muốn đem hắn tháo thành tám khối. Nói, rắn nước liền hướng phía Sử Nữ nhào tới, một quyền đập về phía Sử Nữ khuôn mặt. Sử Nữ đơn trường tiếp được đối phương nắm tay, nhưng không có nghĩ tới là, từ đối phương bên trong tay áo cư nhiên du đi ra, dựa theo Sử Nữ cổ tay liền cắn. Sử Nữ tay mắt lanh lẹ, một cái đã đem tay cất trở về, nếu như hơi chậm một bước, sợ là đã bị độc xà cho cắn chúng. Rắn nước liếm môi một cái, cười ha hả nói, người cái này thân thủ không tệ a, người bình thường liền vừa mới na một cái, cũng đã không kịp thu tay lại, đi đời nhà ma rồi. Sử Nữ giữa hai lông mày triển lộ ra sát khí. Phật cũng nổi giận. Người người này dụng tâm hơi bị quá mức ác độc, hôm nay, ta không thể không tạo sát nghiệp rồi. Rắn nước vui vẻ, tạo sát nghiệp, ngươi xứng sao? Hai người giao thủ lần nữa, rắn nước động tác tựa như tên của hắn giống nhau, bơi qua bơi lại, chợt nguy, căn bản là không đoán ra động tác của hắn, Sử Nữ mỗi một lần ra chiêu đều bị đối phương ung dung tránh né. Loại này từng quyền đánh vào không khí lên cảm giác có thể tuyệt không dễ chịu. Rắn nước vui vẻ, nói cái gì muốn tạo sát nghiệp, còn nói tính ra cửa sao? Ở trong mắt của ta, ngươi chính là cái động tác chậm, mơ tưởng đụng tới ta một sợi tóc. Rắn nước động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng chợt, cộng thêm toàn thân không biết giấu bao nhiêu độc xà, có thể dùng công kích của hắn phương thức vô cùng quỷ dị. Sử Nữ chỉ là cam đoan chính mình không bị vết thương chí mệnh cũng đã phi thường khó khăn, càng chưa nói phản kháng đối phương. Cho ta rồi ngã xuống. Rắn nước một chưởng vỗ ở Sử Nữ buồng tim trên, đem Sử Nữ đánh ra xa 4, 5 mét. Yêu, này cũng không ngã. Nhìn ngươi tế bị nộn nhục, không nghĩ tới còn rất chịu đòn nha. Sử Nữ đứng thẳng người, hít thở sâu một hơi, nói rằng, cử chỉ của ngươi, làm tức giận Phật Đà rồi. Rắn nước cười khẩy nói, thì tính sao? Ở trước mặt ta, thần cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật. Cuồng vọng. Sử Nữ mở chừng hai mắt, cả người khí chất có thay đổi thật lớn, từ một cái nhìn qua khiêm tốn, ôn nhu mỹ nam tử, biến thành sát nghiệp khắp người nộ Phật. Nhiệt xúc, nạp mạng đi. Sử Nữ hướng phía rắn nước đánh ra một quyền, tốc độ của một quyền này nếu so với trước kia còn chậm, ở rắn nước trong mắt đó chính là thả chậm 10 lần tốc độ. Dựa theo rắn nước năng lực, chắc là có thể dễ dàng liền tránh né. Nhưng không có nghĩ tới là, rắn nước mặc kệ trốn được chỗ đó, Sử Nữ nắm tay đều hướng phía hắn từ từ xít tới gần. Đây là chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này giống như là Tôn Ngộ Không làm sao trốn đều trốn không thoát ngã Phật Như Lai tay lòng bàn tay thông thường, mặc kệ rắn nước làm sao trốn, quyền kia đầu chính là hung hăng hướng phía hắn đập tới. Căn bản không tránh khỏi. Nếu không tránh khỏi, vậy đón đỡ. Rắn nước quát lên một tiếng lớn, đứng tại chỗ bất động, song quyền đều xuất hiện, cùng Sử Nữ đối quyền. Cùng lúc đó, từ bên trong tay áo chạy đến 7-8 cái nhan sắc khác nhau độc xà, dựa theo Sử Nữ cổ tay liền cắn. Đây nếu là bị đồng thời cắn chúng lời nói, chắc chắn phải chết, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ sống tiếp có khả năng. Rắn nước khóe miệng lộ ra cười gian, coi như mình nắm đấm không bằng đối phương. Tin tưởng những rắn độc kia cũng có thể ung dung cắn chết Sử Nữ. Đáng tiếc, hắn đem đối thủ nghĩ đến quá đơn giản. Những rắn độc kia hướng phía Sử Nữ cắn qua đi thời điểm, một màn kinh người xảy ra, tất cả độc xà giống như là gặp hỏa diễm thông thường, trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Cái này, điều đó không có khả năng. Không đợi rắn nước phản ứng kịp, quả đấm của hắn cũng giống những rắn độc kia giống nhau, triệt để hóa thành tro tàn. Sử Nữ một quyền trực tiếp đem rắn nước trái tim cho đánh xuyên qua, người, chết tại chỗ. Rắn nước thậm chí cũng không có tới kịp kêu thảm thiết, cũng đã mất đi tính mệnh, đã không có hô hấp, cho đến tử vong trước một khắc kia, hắn mới rõ ràng chính mình cùng Sử Nữ giữa thực lực sai biệt. Cách đó không xa Song Tử lạnh rên một tiếng, hiện tại đến phiên ta. Hải Quy lại càng hoảng sợ, hắn chính là rõ ràng rắn nước thực lực. Nếu như Song Tử cùng Sử Nữ thực lực không kém nhiều lời nói, vậy mình căn bản không có chiến thắng khả năng a. Không đợi hắn nghĩ kỹ ứng đối như thế nào, Song Tử một móng vuốt liền chụp qua đây.
Sau đó, Hải Quy một chút sự tình cũng không có. Hắn hướng về phía Song Tử Lạc 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 nở nụ cười, vui vẻ nói rằng, quên theo như ngươi nói, tên của ta là Hải Quy, ta bản lãnh khác không có, duy nhất bản lĩnh chính là cứng rắn. Đừng nói móng vuốt của ngươi rồi, coi như là đại khảm đao cũng đừng nghĩ chém vào da thịt của ta. Đây chính là hắn nhẫn thuật, hắn độc nhất vô nhị kỹ năng. Mang Hải Quy tới mục đích không phải là vì giết chết đối thủ, mà là vì dây dưa kéo lại đối thủ. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ giết chết Hải Quy. Song Tử nhìn thoáng qua tay của mình, cười lạnh nói, cho rằng như vậy thì có thể nằm ở thế. Ngươi không khỏi quá coi thường ma uy năng. Song Tử quát lên một tiếng lớn, toàn thân tản mát ra càng thêm mãnh liệt sát khí. Hắn, khát máu. Ta muốn mạng của ngươi. Song Tử một cái xông tới, một bả bấm Hải Quy bả vai, cái tay còn lại điên cuồng công kích. Hải Quy khinh thường nói, sớm đã nói với ngươi, da thịt của ta nhưng là so với sắt thép còn cứng rắn hơn, công kích của ngươi căn bản cũng không khả năng có bất kỳ hiệu quả, buông tha đi tiểu tử. Lời vừa mới nói xong, lúng túng một màn xảy ra. Chỉ thấy Song Tử móng vuốt lập tức đâm vào Hải Quy cánh tay bên trong. Thổi phù một tiếng, huyết lưu rồi đi ra. Hải Quy kinh ngạc nhìn cánh tay của mình. Làm sao có thể? Ngươi là quái vật sao? Ngay cả ta da thịt đều có thể đâm xuyên. Ta không muốn chết, không muốn chết a, van cầu ngươi buông tha ta, không nên có được hay không? Ta cam đoan lập tức trở về ra, lại cũng không tới Yến Thành rồi. Hải Quy đã thật lâu không nhìn thấy chính mình chảy máu, cũng thật lâu không có cảm thụ được như vậy đau đớn, trong nháy mắt phát sinh giết lợn vậy tiếng kêu thảm thiết. Ở ma trước mặt, tất cả phòng ngự đều là trang giấy. Song Tử điên cuồng xé rách, ngắn ngủi vài giây liền đem Hải Quy cho xé rách thành mảnh nhỏ. Đầy đất mảnh nhỏ, huyết tinh không gì sánh được. Song Tử còn liếm liếm máu trên tay, một bức vô cùng hài lòng dáng vẻ. Hay là hai đại cao thủ rắn nước, Hải Quy, giống như này đơn giản được giải quyết rớt. Bất quá một màn kế tiếp càng quỷ dị hơn, Song Tử cùng xử nữ căn bản cũng không có dự định tiến vào phòng đi bảo hộ Giang Sách, mà là yên lặng ly khai hiện trường. Không phải bọn họ không bảo vệ Giang Sách, mà là bọn họ biết Giang Sách căn bản không cần bảo hộ. Bởi vì ngày hôm nay đây hết thảy đều bị tính toán ở bên trong. Thạch Điền ngươi cho rằng là tới tiến hành ám sát hành động. Ngươi sai rồi, ngươi tất cả sớm đã bị Giang Sách biết được, kế tiếp, từ từ hưởng thụ Giang Sách chuẩn bị cho ngươi tốt đặc sắc biểu diễn a. Thiên, càng đen hơn. Thạch Điền sau khi tiến vào phòng, trực tiếp liền trở tay đóng cửa lại, sợ Song Tử, xử nữ biết chạy vào chuyện xấu. Sau đó hắn liền hướng phía giường phương hướng đi tới. Còn không chờ hắn đi vài bước, bên trong phòng đèn một cái liền toàn bộ đều sáng lên. Một người nam nhân ngồi ở gian phòng ghế trên, một tay bưng chén trà một tay mang theo điếu thuốc lá, rất tự tại. Thạch Điền liếc mắt liền nhận ra được, ngồi ở trước mặt hắn không là người khác, chính là Giang Sách. Sao lại thế? Thạch Điền không rõ, vì sao Giang Sách biết đánh giấm không có ngồi ở đó bên. Cảm giác giống như là đối với mình hành động hoàn toàn biết được thông thường. Không có khả năng a, sao lại thế rồi? Hơn nữa Thạch Điền khói mê nhưng là y hạ ninja đặc chế, không có khả năng nghe thấy một chút việc cũng không có. Hắn rất nghi hoặc, không nghĩ ra quá nhiều địa phương. Giang Sách khẽ cười một tiếng, nói rằng, người có phải hay không đang suy nghĩ, ta vì sao không có bị khói mê té xỉu? Vì sao lớn buổi tối không có ngủ? Tại sao phải đối với người kế hoạch biết đến nhất thanh nhị sở? Thạch Điền nhíu nhíu mày, nói rằng, biết những thứ này đã không có ý nghĩa. Ngược lại mục đích của ta không thay đổi, hay là muốn giết chết ngươi. Nếu ám sát thất bại, ta đây liền trực tiếp sảng khoái đi mạng ngươi được rồi. Nói, Thạch Điền rút ra mang theo người đao võ sĩ. Đối mặt như vậy một cái cường địch, Giang Sách nhưng không có chút nào chiến đấu dáng vẻ, vẫn là uống trà, hút thuốc, ưu tai du tai nói rằng, đừng có gấp nha, ngày hôm nay muốn đánh với ngươi nhân không phải ta, do người khác. Do người khác. Người nào? Chẳng lẽ, Giang Sách còn an bài người khác bảo vệ mình? Thạch Điền nhíu nhíu mày, căn cứ tình báo miêu tả, Giang Sách bên người bảo tiêu chính là Song Tử cùng xử nữ a, làm sao có thể lại thêm ra tới một người? Chẳng lẽ là đôi ngư? Không giống, đôi ngư không phải nhân viên chiến đấu,
là phụ trách cho Giang Sách sưu tập tình báo. Vậy còn có thể có người nào? Thiên Hạt, Ma Yết, vẫn là xạ thủ, sư tử. Giữa lúc Thạch Điền nghi hoặc không hiểu thời điểm, cửa phòng vệ sinh mở ra, một người đàn ông đi ra, Thạch Điền vừa nhìn thấy nên nam tử nên cái gì đều biết. Công đằng lương giới, thì ra là ngươi. Hiểu, toàn bộ đều hiểu. Có công đằng lương giới ở, Na Thần Lằn bị giết là có thể giải thích thông, cũng không phải là bị tiểu hài tử cho giết lầm, mà là công đằng lương giới khám phá Thạch Điền xiếc. Na Khói Mê đối với giáp hạ ninja mà nói, cũng căn bản không phải là cái gì việc khó, thuận tay là có thể giải trừ. Hơn nữa công đằng lương giới đối với Thạch Điền khá hiểu, biết Thạch Điền cố định xáo lộ, cho nên sáng sớm liền cùng Giang Sách thiết kế xong, sẽ chờ Thạch Điền tự chui đầu vào lưới. Kỳ thực Thạch Điền ngay từ đầu cũng biết công đằng lương giới đi tới Yến Thành, biết công đằng lương giới là truy sát y hạ ninja mà đến. Nhưng Thạch Điền làm sao cũng không nghĩ ra là, công đằng lương giới cư nhiên cùng Giang Sách liên thủ. Theo lý thuyết, hai người kia không có chút nào liên hệ, bọn họ là đi như thế nào đến cùng nhau. Thật gọi người không nghĩ ra. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, căn cứ Thạch Điền quan sát, kinh ngạc phát hiện công đằng lương giới thương thế trên người dĩ nhiên được rồi thất thất bát bát, độc trong người làm cũng đều hiểu. Điều này sao có thể chứ? Phải biết rằng, đây chính là lưu truyền trên trăm năm y hạ đặc chế độc dược, ngoại trừ Sơn Bản Nhất Hùng ở ngoài, căn bản cũng không có người thứ hai có thể giải trừ. Mà Sơn Bản Nhất Hùng căn bản không khả năng cho công đằng lương giới giải độc. Na công đằng lương giới độc trong người làm là như thế nào giải trừ? Điểm này thực sự quá làm cho Thạch Điền khốn hoặc. Công đằng lương giới cười lạnh nói, ngươi không cần đoán, độc trong người ta, là Giang Sách hiểu. Thì ra là thế. Căn cứ tình báo cũng biết, Giang Sách là một gã phi thường thầy thuốc ưu tú, đã từng sáng lập không ít y học kỳ tích, nói hắn giải độc, Na đúng là có khả năng. Bởi vì Giang Sách giúp công đằng lương giới, cho nên công đằng lương giới liền trái lại trợ giúp Giang Sách. Kỳ thực hai người bọn họ vốn là có nhất trí địch nhân, mặc dù không có giúp đỡ cho nhau, cũng có thể liên thủ lại. Biết tất cả chân tướng Thạch Điền hiểu rõ rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng, thân là Nhật Bản người, lại cùng người Hoa liên thủ đối phó người một nhà, công đằng lương giới, ngươi thực sự là dân tộc sỉ nhục. Công đằng lương giới khinh thường nói, các ngươi bội bạc, sát hại giáp hạ toàn tộc cũng rất vinh quang. Vì tiền, không tiếc xa xứ đi tới Yến Thành tới ám sát một người Hoa, cũng rất vinh dự. Thạch Điền, người cùng Sơn Bản Nhất Hùng mới thật sự là dân tộc sỉ nhục. Nhiều lời vô ích, Thạch Điền đem đao nhắm ngay công đằng lương giới, cho tới nay, người đều bị xưng là muôn đời thiên tài, đao của ngươi có Nhật Bản đệ nhất mau mỹ dự. Ngày hôm nay, ta phải đánh phá ngươi thần thoại. Phải biết rằng, Thạch Điền bản thân cũng là lấy tốc độ nhanh nổi tiếng. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Thạch Điền rất sớm trước liền muốn cùng công đằng lương giới yên lành tỉ thí một chút, đến cùng của người nào tốc độ nhanh hơn, của người nào đao pháp càng mạnh. Ngày hôm nay cuối cùng là có cơ hội như vậy. Thạch Điền nói rằng, công đằng lương giới, ta sẽ trước hết giết ngươi, sau đó sẽ kết quả Giang Sách tính mệnh, ngươi, chuẩn bị xong lãnh cái chết rồi không? Công đằng lương giới không nói được lời nào, đưa tay đặt ở đao đem trên, trầm eo, cất bước. Trời tối trăng mờ. Hai người hít thở sâu một hơi, đồng thời ra chiêu. Thạch Điền quơ lưỡi dao sắc bén, hướng phía công đằng lương giới cổ bổ tới, mà công đằng lương giới thì vẫn không nhúc nhích, thẳng đến khi Thạch Điền đến gần một khắc kia chỉ có rút đao. Một đao, đoạn. Công đằng lương giới tốc độ thật sự là quá nhanh, Thạch Điền căn bản cũng không có chứng kiến đối phương là như thế nào ra chiêu, thân thể đã bị rạch ra một cái lỗ to lớn, liên quan trong tay hắn đao võ sĩ đều bị chém làm hai đoạn. Đương đương đương. Thạch Điền cùng với hắn đoạn đao trước sau rơi trên mặt đất. Cái này, chính là công đằng lương giới hưởng danh tiếng toàn bộ Nhật Bản nhẫn thuật giới chiêu thức rút đao thuật. Nhanh, ngoan, chuẩn. Đối thủ thông thường đều là nhìn không thấy ra chiêu, ở rút đao trong nháy mắt, đối thủ mệnh đã bị lấy đi rồi. Công đằng lương giới đem đao từ từ cắm vào vỏ đao lại, lẩm bẩm, ba ba, đây là ta tự tay chém giết tên địch nhân thứ nhất, kế tiếp còn có người thứ hai, người thứ ba, mãi cho đến đem chọn cái y hạ toàn bộ chém giết. Đương nhiên, hắn mục tiêu lớn nhất vẫn là Sơn Bản Nhất Hùng.
Giang Sách đặt chén trà xuống nhìn thoáng qua thi thể trên đất, vỗ tay phát ra tiếng, nói rằng, đôi ngư, đem thạch điền, rắn nước, con rùa đầu phân biệt chém xuống, chứa ở trong hộp gấm, cho Sơn Bản Nhất Hùng đưa qua. Đôi ngư lắc đầu liên tục, tại sao muốn hắn một cái như vậy thích sạch sẽ người đến làm loại sự tình này? Ngẫm lại đã cảm thấy ác tâm a. Mặt khác, Giang Sách đối với Công Đằng Lương Giới nói rằng, người tiếp tục núp trong bóng tối, không muốn hiện thân, thạch điền bọn họ đều chết hết, Sơn Bản Nhất Hùng như trước không biết người theo ta liên thủ, cái này vẫn là chúng ta một đại vũ khí. Công Đằng Lương Giới gật đầu, ta sẽ che giấu mình hành tung, tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, người yên tâm. Công Đằng Lương Giới vốn chính là ninja, bên ngoài bản chức công tác chính là ẩn giấu tự thân. Cho nên đối với hắn mà nói, không bị ngoại nhân phát hiện kỳ thực rất đơn giản. Kế tiếp, sẽ chờ hừng đông, hào hào thưởng thức Sơn Bản Nhất Hùng kinh ngạc, biểu tình tức giận rồi. Hừng đông, cạnh biển biệt thự. Sơn Bản Nhất Hùng ngồi ở bên trong phòng, một lần lại một lần trà lau đao võ sĩ, biểu hiện ra vô cùng bình tĩnh, thế nhưng nội tâm nhưng có chút tâm thần bất định bất an. Không vì cái gì khác. Chỉ vì phái đi ra ngoài ba ra lệnh cho thủ hạ đến bây giờ còn chưa có trở về. Thạch Điền, đó là một cái phi thường đúng giờ nhân, chưa từng có phạm qua sai lầm như vậy. Chẳng lẽ xảy ra bất trắc rồi? Sơn Bản Nhất Hùng không dám suy nghĩ nhiều, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Ở Thái Dương hoàn toàn thăng lên sau đó, một gã người hầu đã đi tới, nói rằng, Sơn Bản tiên sinh, bên ngoài có người đưa tới ba cái hộp gấm. Ba cái hộp gấm? Vật gì vậy? Người nào đưa tới a? Sơn Bản Nhất Hùng hỏi. Người hầu hồi đáp, căn cứ tiễn hộp gấm người theo như lời, hình như là thực tiệm thuốc Giang Sách. Giang Sách. Sơn Bản Nhất Hùng lập tức đứng lên, đi, đem ba cái hộp gấm cầm vào. Tuân mệnh. Trong phiến khắc, ba cái hộp gấm liền bày ở Sơn Bản Nhất Hùng trước mặt trên bàn, một cái lần lượt một cái. Không biết, còn tưởng rằng là ba phần lễ vật quý trọng. Sơn Bản Nhất Hùng lòng đang run rẩy, hắn kỳ thực đã đoán được đồ vật bên trong là cái gì, nhưng hắn không muốn tin tưởng sự thật này. Thạch Điền, Rắn Nước, Hải Quy, này ba người tất cả đều là nhất đẳng cao thủ hàng đầu. Dựa theo đạo lý mà nói, không đến mức. Hít thở sâu một hơi, Sơn Bản Nhất Hùng dùng vũ sĩ đao đem ba cái hộp gấm từng cái đẩy ra, bên trong lộ ra ngoài đồ đạc làm cho hắn trong nháy mắt huyết lạnh phân nửa. Với hắn trong tưởng tượng giống nhau. Trong hộp chứa, là nhân đầu. Ba cái hộp một cái đầu người, tổng cộng ba viên. Sơn Bản Nhất Hùng phái đi ra ngoài ba gã thủ hạ, cứ như vậy bị Giang Sách cho dễ như trở bàn tay giải quyết rớt. Một to lớn bi thương cảm giác xông lên đầu. Hắn phù phù một tiếng ngã ngồi ở trên ghế salon, từng ngụm thở dốc, thật lâu không thể bình phục nội tâm bi thương, đồng thời. Hắn cũng cảm thấy phẫn nộ cùng với kinh ngạc. Này ba người, tất cả đều là y hạ nhất tộc nhẫn thuật cao thủ, có thể đánh bại ba người bọn họ, trong thiên hạ cũng không có mấy người. Giang Sách đến cùng sử dụng thủ đoạn gì mới có thể đem bọn họ ba cái cho giết chết? Không nghĩ ra. Hiện tại, Sơn Bản Nhất Hùng mới chính thức ý thức được nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm cùng trình độ khó khăn. Quả nhiên, tiền không phải tốt như vậy kiếm. Năm ức. Liền vì mua mạng của mỗi người, vậy người này mệnh nhất định rất đáng giá tiền, hơn nữa cái này nhân loại nhất định phải thường khó giết, đạo lý dễ hiểu như vậy, Sơn Bản Nhất Hùng sao lại thế không biết. Chỉ là trước thực sự quá mức lơ là bất cẩn, thật không ngờ nho nhỏ Yến Thành, cũng có thể có như thế nhân vật cường hãn tồn tại. Long thủ, tiền của ngươi thật bất hảo kiếm a. Nói thật ra, Sơn Bản Nhất Hùng đã thua thiệt. Bởi vì Thạch Điền, Rắn Nước. Hải Quy ba người mệnh cộng lại, cũng đã không ngừng 500 triệu rồi. Nhiệm vụ của lần này coi như hoàn thành, hắn chính là lỗ vốn, huống chi bây giờ còn chưa có hoàn thành. Ghê tởm. Sơn Bản Nhất Hùng đem đao võ sĩ cắm vào trên sàn nhà, khẽ gọi một tiếng, cửu vĩ. Ngũ đại cao thủ, cửu vĩ đứng hàng đệ nhị. Cái khác ba người đều chết hết, luôn cũng nên đến phiên cửu vĩ xuất thủ. Lúc này... Chỉ thấy một gã vóc người diêm dúa lòe loẹt phu nhân đã đi tới, cười ha hả hỏi, tộc trưởng, có phải hay không muốn an bài ta tới hoàn thành nhiệm vụ lần này a? Sơn Bản Nhất Hùng tâm tình khó chịu, nói rằng, thu hồi nụ cười của ngươi, ta hiện tại có giết người xung động. Cửu vĩ chu mỏ một cái,
lắc người một cái tử, trong nháy mắt biến thành một cái mắt đầy tơ máu trung niên nam nhân, giống như là vừa mới chết vợ con giống nhau, bi thương quá phận. Tộc trưởng, người tìm ta có chuyện gì? Giọng nói chuyện cũng lập tức thì trở nên, từ mới vừa ngả ngớn trở nên phi thường trầm trọng. Cái này, chính là cửu vĩ nhẫn thuật. Thiên diện cửu vĩ. Cửu vĩ thân thủ cũng không phải là mạnh nhất, thế nhưng hắn có những người khác đều không có cường đại nhẫn thuật dịch dung. Đồng thời có thể nam có thể nữ nhân, có thể mập có thể gầy. Hắn có thể bắt chước bất cứ người nào, hơn nữa có thể làm được cùng đối phương 99% tương tự. Người không phải cầm kính lúp ở dưới ánh mặt trời tỉ mỉ nhận, là căn bản nhìn không ra khác nhau. Chính là bởi vì có năng lực như thế, cửu vĩ mới có thể phi thường buông lỏng hoàn thành các loại ám sát nhiệm vụ. Một người mặc kệ có mạnh đến đâu, như thế nào đi nữa cẩn thận, cũng nhất định sẽ có quen thuộc. Người tín nhiệm, cửu vĩ chỉ cần giả trang thành người quen thuộc người, ở sau lưng ngươi len lén đâm một đao, muốn bất tử đều khó khăn a. Còn nữa nói, cửu vĩ thân thủ kỳ thực cũng không yếu. Ngươi không có khả năng cả đời nhân sinh cả đời sống, chỉ cần bên cạnh ngươi có người, cửu vĩ thì có cơ hội hạ thủ. Nhẫn thuật của hắn, rất đáng sợ. Sơn Bản Nhất Hùng nói rằng, ta mệnh ngươi đem Giang Sách đầu mang về thấy ta. A, không riêng muốn ám sát, còn muốn đem đầu chặt xuống a. Sách sách sách, thật là có đủ chán ghét, xem ra tộc trưởng ngươi lần này là thực sự nổi giận rồi. Lắm miệng, Sơn Bản Nhất Hùng giơ đao vung lên, cửu vĩ lông mi trước lưu hải đã bị chặt đứt, nếu như nhiều hơn nữa vào một phần, cửu vĩ mệnh sẽ không có. Cửu vĩ nhún vai, được rồi, ta đây đi làm ngay, đối với ta phát cái gì tính khí nha. Nói chuyện võ thuật, cửu vĩ lại biến thành một cái hoạt bát dí dỏm thiếu nữ thanh xuân, bính bính khiêu khiêu ly khai hiện trường. Tuy là đều là y hạ ninja. Nhưng cửu vĩ đối với bất kỳ người nào cũng không có cảm tình. Có lẽ là ngàn người thiên diện chính hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây giả trang người khác, đã sớm quên mất mình là người nào, cho nên đưa đến kết quả cuối cùng chính là, hắn hoàn toàn đánh mất chỉ có bản thân người xeo. Ta là ai? Không trọng yếu. Quan trọng là, mỗi ngày sống được thật vui vẻ, có thể làm vui vẻ sự tình là được. Bằng hữu gì, cái gì tộc nhân, quản hắn rồi. Mặc dù là Sơn Bản Nhất Hùng, hầu hết thời gian cửu vĩ cũng đều là hờ hững, đây chính là hắn, đơn thuần mà bốc đồng hắn. Nhân tâm y viện, cao cấp phòng xếp. Thích Đương sau khi nghỉ ngơi, Giang Sách cùng Công Đằng Lương giới tiếp tục thảo luận kế hoạch kế tiếp. Hiện tại đầu người đã đưa qua, cũng nhận được tặng lại, Sơn Bản Nhất Hùng quả thật bị tức giận quá, hận không thể ngay lập tức sẽ đem Giang Sách cho tháo thành tám khối. Kế tiếp. Ước đoán Sơn Bản Nhất Hùng sẽ phái ra càng thêm lợi hại ninja tới tiến hành ám sát. Công Đằng Lương giới phân tích nói, so với Thạch Điền bọn họ còn lợi hại hơn y hạ ninja, tổng cộng có 3 cái, theo thứ tự là Sơn Bản Nhất Hùng, Thiên Cẩu cùng với Cửu Vĩ. Sơn Bản Nhất Hùng đang ở bên trong biệt thự, không đến cuối cùng sẽ không dễ dàng đi ra chiến đấu. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, Thiên Cẩu cũng là sẽ không dễ dàng xuất động. Cho nên có khả năng nhất tình huống chính là, Sơn Bản Nhất Hùng sẽ an bài cửu vĩ tới tiến hành ám sát. Một bên Đôi Ngư hỏi, na cửu vĩ có thể hay không cũng cùng Thạch Điền giống nhau, bên người mang vài cái giúp đỡ. Công Đằng Lương giới lắc đầu liên tục, không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Bởi vì cửu vĩ nhẫn thuật cùng tính cách, quyết định hắn mãi mãi cũng chỉ biết một người hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức. Công Đằng Lương giới đối với cửu vĩ tiến hành rồi giới thiệu cặn kẽ. Kỳ thực Công Đằng Lương giới đối với cửu vĩ cũng biết không nhiều lắm, đừng nói Công Đằng Lương giới rồi, coi như là Sơn Bản Nhất Hùng được bao nhiêu biết. Trên cái thế giới này, ngay cả cửu vĩ là nam hay nữ chưa từng người biết. Chỉ biết là đây là một cái tại nhiệm ý thời khắc đều có thể cải biến dung mạo, hình thể, ngụy trang thành người khác khủng bố ninja. Đôi Ngư nghe xong, khinh thường nói. Năng lực này có gì đặc biệt hơn người? Không phải là ngụy trang thành người khác sao? Coi như hắn ngụy trang thành rồi thống suất, ta liếc mắt là có thể phân biệt ra được ai là thực sự ai là giả. Công Đằng Lương giới nở nụ cười. Ok, ngụy trang thành Giang Sách người có thể nhận chân giả, vậy nếu như ngụy trang thành thực tiệm thuốc đại trù, nhân tâm bệnh viện bác sĩ, hay hoặc là ngụy trang thành ta? Ngươi, còn có thể liếc mắt phân biệt đi ra không? Đôi Ngư không phản đối.
hắn cùng những người này kỳ thực đều cũng không phải là hết sức quen thuộc, lấy cửu vĩ cao siêu kia ngụy trang năng lực, đôi ngư nhất định là không phân biệt được. Đến lúc đó, còn chưa phải là mặc người chém giết. Làm sao đây, đôi ngư rất khó chịu nói, cũng không thể chúng ta mỗi người đều cùng người khác bảo trì 3 thước khoảng cách a. Đúng vậy, không có khả năng. Cửu vĩ năng lực cường đại địa phương, chính là ở đây. Đáng sợ hơn là, cửu vĩ mặc dù không hề làm gì, cũng có thể đem ngươi sợ đến chết khiếp. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết cửu vĩ biết cái gì thời điểm động thủ, càng không biết cửu vĩ biết ngụy trang thành ai tới tiến hành ám sát, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể đoán, một người mỗi ngày đều sống ở nghi kỵ trong nói, trạng thái tinh thần của hắn là nhất định sẽ hỏng mất. Đến lúc đó, cũng không cần cửu vĩ xuất thủ, chính hắn liền đem chính mình cho đùa chơi chết rồi. Giang Sách nói rằng, một người sắp tới đem động thủ thời điểm, là nhất định sẽ lộ ra sát ý, chỉ cần bên cạnh ta có sát ý, ta là có thể phát hiện. Đây là Giang Sách thiên phú. Người khác muốn giết hắn, là hắn có thể phát hiện đầu tiên, sau đó phản chế đối thủ, đây chính là ám sát một bộ này ở Giang Sách trước mặt không dễ xài nguyên nhân. Thế nhưng, Công Đằng Lương Giới cười khổ lắc đầu, cửu vĩ chỗ đáng sợ chính là ở chỗ, hắn ám sát là không có có sát ý. Cái gì? Điều đó không có khả năng, người muốn giết người không có khả năng không lộ ra sát ý. Công Đằng Lương Giới giải thích, bởi vì cửu vĩ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thay đổi thân phận, tính cách thậm chí tính, cho nên hắn mỗi ngày đều là xuất phát từ tinh thần thác loạn trong. Đầu óc của hắn cùng người khác không giống với, hành vi của hắn không thể dự đoán. Nói xong đơn giản điểm, cửu vĩ chính là một bệnh tâm thần. Người cùng một cái bệnh tâm thần sống chung một chỗ, khả năng trước một giây còn rất tốt, một giây kế tiếp hắn liền đâm ngươi một đao rồi, thế nhưng hắn đâm ngươi thời điểm rồi lại đối với ngươi không có địch ý càng không có sát ý, khả năng chính là vì chơi thật khá, cũng có thể chính hắn cũng không biết chính mình tại làm cái gì. Cửu vĩ chính là như vậy một cái tinh thần thác loạn bệnh tâm thần. Cho nên mặc dù là Giang Sách, cũng vô pháp phân biệt ra được người bên cạnh có phải hay không bị cửu vĩ ngụy trang. Nói như vậy, quả thực khó khăn. Giang Sách nhìn về phía Công Đằng Lương Giới, hỏi, sẽ không có biện pháp ứng đối sao? Công Đằng Lương Giới nói rằng, thật đúng là không có. Dừng một chút, Công Đằng Lương Giới còn nói thêm, bất quá, vì đối phó y hạ ninja, ta đối với bọn họ mỗi người đều có nghiên cứu, đồng thời đều chế định ám sát phương án, bao quát cửu vĩ. Nhưng chỉ vẻn vẹn là phương án mà thôi, có thể hay không thực sự thành công, đúng vậy. Hiện tại loại thời điểm này, có cách án kiện dù sao cũng hơn không có phương án cường. Nói một chút coi. Ân, phương án của ta chính là gậy ông đập lưng ông. Giang Sách cùng đôi ngư đồng thời sửng sốt, lời này giải thích thế nào? Chẳng lẽ, cũng muốn bọn họ giống như cửu vĩ giống nhau tiến hành ngụy trang sao? Đôi ngư gãi đầu một cái, có ý tứ a? Cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông? Ta cũng sẽ không cao minh như vậy ngụy trang nhẫn thuật. Coi như biết, ta cũng không biết cửu vĩ ở nơi nào a. Hơn nữa giống như là ngươi nói, cửu vĩ vẫn luôn là một người hành động đơn độc, nếu như nói trên cái thế giới này có ai khó nhất ám sát, na phải là cửu vĩ, bởi vì ngươi liên tiếp gần cơ hội của hắn cũng không có. Đôi cá phân tích vẫn rất có đạo lý. Muốn diệt trừ cửu vĩ, người đầu tiên phải biết hắn ở đâu, biết bản thân của hắn là ai a. Hiện tại ngay cả nhân gia là nam hay nữ cũng không biết, ngay cả cửu vĩ gặp phải ở địa phương nào cũng không rõ ràng, nói chuyện gì giết chết cửu vĩ. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Công Đằng Lương Giới giải thích, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta cũng không phải là muốn đi ám sát cửu vĩ, mà là chuẩn bị cắm xào chờ nước. Cắm xào chờ nước? Công Đằng Lương Giới nói rằng, các ngươi suy nghĩ một chút, mặc kệ cửu vĩ làm sao ngụy trang, mục đích của hắn cũng chỉ có một giết chết Giang Sách. Vì đạt tới cái này cái mục đích, hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tới gần Giang Sách bên người. Mà chúng ta chỉ cần ở Giang Sách bên người bầy rơi vào, cắm xào chờ nước, như vậy cửu vĩ tại xuất hiện trước tiên cũng sẽ bị bắt được. Cái này, rất có đạo lý. Đơn giản mà nói, chính là dùng Giang Sách đảm đương mồi, sau đó mê hoặc cửu vĩ mắc câu. Cụ thể muốn thế nào thi hành? Còn có, một phần vạn chấp hành kế hoạch không thành công, Giang Sách cái này mồi bị thực sự ăn hết, vậy cũng làm sao bây giờ?
Công Đằng Lương Giới nói rằng, đây chính là kế hoạch tính nguy hiểm rồi. Giang Sách, ngươi là có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng ta sẽ hết khả năng đem ngươi nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Giang Sách khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói rằng, ta, chưa bao giờ sợ tử vong. Đó là tự nhiên. Biết sợ tử vong, thì không phải là tu la chiến thần. Công Đằng Lương Giới lại nói, ngươi có thể không sợ tử vong, nhưng ta sợ ngươi chết. Bởi vì ngươi đã cứu ta mệnh, ngươi chết, chính là ta thất trách. Ngươi chết, ta cũng sẽ không sống. Giang Sách có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Công Đằng Lương Giới vẫn là một cái như thế cố chấp người, suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như không đủ cố chấp nói, cũng sẽ không thật xa từ Nhật Bản chạy tới Yến Thành báo thù. Tất cả thương lượng xong sau đó, kế hoạch chính thức chấp hành. Giang Sách chẳng những không có trốn đi, ngược lại càng thêm quang minh chánh đại bại lộ đang lúc mọi người trong tầm mắt, không vì cái gì khác, chỉ vì một cái mục đích dụ dỗ Cửu Vĩ hành động. Nếu như vẫn trốn đi, đó không phải là cho Cửu Vĩ chế tạo ám sát độ khó sao? Không được, không được. Vì để cho Giang Sách bại lộ có vẻ càng thêm hợp tình hợp lý, Đôi Ngư an bài đại lượng bệnh nhân tới Nhân Tâm Y viện xem bệnh. Các thầy thuốc không giúp được, Giang Sách không thể không tự mình tới trợ giúp. Một bên xem bệnh cho bệnh nhân, còn vừa phải xử lý y dược quán chuyện đã xảy ra, nói ngắn lại, Giang Sách phi thường vội vàng, hơn nữa cũng thường xuyên xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Yên lặng, từ một nơi bí mật gần đó có một đôi con mắt nhìn thẳng Liễu Giang Sách. Đó là một đôi tương tự với độc xà mắt, muốn đem Giang Sách cho nuốt mất. Sắc trời từ từ ảm đạm xuống. Ban đêm, Đôi Ngư đi tới Giang Sách trước mặt, nói rằng, thống suất, ngươi cho bệnh nhân nhìn một ngày bệnh, cũng mệt mỏi, ta chuẩn bị cho ngươi phong phú bữa cơm, mời nghỉ ngơi một chút ha. Hắn là thực sự khắp nơi đều là Giang Sách suy nghĩ, như vậy quan tâm nhân tốt bộ hạ, không dễ tìm. Tốt, chờ ta làm xong người cuối cùng giải phẫu. Ân, ta đi trước làm cho đầu bếp đem canh cho hâm lại. Giang Sách làm xong người cuối cùng giải phẫu thời điểm, bếp sau canh cũng nóng không sai biệt lắm, Giang Sách nâng thân thể mệt mỏi ngồi ở phòng ăn trên ghế salon, nhìn đầy bàn cơm nước, tâm tình thoải mái không ít. Còn có cái gì so với một ngày mệt nhọc sau đó, ăn một bữa mỹ mỹ bữa tiệc lớn càng khiến người ta hưởng thụ rồi. Ở cái bàn đối diện, còn có đông đảo đầu bếp. Đôi Ngư nói rằng, tới, đem các ngươi làm đồ ăn phân biệt giới thiệu một chút. Này đầu bếp từng cái cho Giang Sách giới thiệu bọn họ làm đồ ăn, chiết đồ ăn, hoài dương đồ ăn, lỗ đồ ăn, huy đồ ăn, cái gì cần có đều có. Có thể nói, người bình thường ra căn bản cũng không có năng lực đồng thời ăn được nhiều như vậy mỹ vị món ngon. Cũng khó Giang Sách như vậy phóng túng một hồi. Tốt, ta đây liền cẩn thận hưởng thụ một chút. Giang Sách cầm đũa lên gắp một khối hồng thiêu nhục thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng tế tế nhai, quả thực mỹ vị. Thông suốt, ngài lại thưởng thức một cái chén rượu này. Nói chuyện võ thuật, Đôi Ngư đi tới Liễu Giang Sách trước mặt, để chén rượu xuống, bưng rượu lên ấm, từ từ cho Giang Sách rót một chén rượu. Sẽ ở đó chén rượu vừa mới ngã một nửa thời điểm, đột nhiên, thay đổi bất ngờ. Ai cũng không ngờ tới là, đôi cá trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp đâm vào Liễu Giang Sách buồng tim bên trong. Cũng liền không phải mấy giây võ thuật. Giang Sách thậm chí cũng không có kịp phản ứng, cũng đã bị một đao đâm chết rồi. Đôi Ngư còn sợ Giang Sách chết không đủ thấu triệt, càng là liên tục bổ vài đao, Giang Sách triệt để không động đậy rồi, hắn nơi nào nghĩ đến, người mà mình tín nhiệm nhất, cư nhiên sẽ chọn ở trước mặt mọi người, đột nhiên rút đao đâm hướng chính mình. Coi như là ám sát, vậy không cũng phải là ở chỉ có hai người dưới tình huống sao? Hiện trường người nhiều như vậy, hắn liền động thủ. Đôi Ngư cười lạnh một tiếng, nói rằng, liền loại này mặt hàng, cần hoa 500 triệu tới ám sát sao. Thạch Điền cũng thật là phế vật, lại bị tên gia hỏa như vậy cho giết. Giết người xong sau đó cư nhiên không chạy, còn tại đằng kia thưởng thức thi thể, cũng là không có người nào. Quá đáng hơn là, Đôi Ngư sau đó càng là dùng đao chặt bỏ Liễu Giang Sách đầu. Ở trước mặt mọi người đem viên kia đầu bỏ vào một cái trong bóp ra, sau đó mang theo liền hướng bên ngoài đi. Vừa đi hắn còn vừa mắng mắng liệt liệt, thực sự là đủ chán ghét, núi bản lão đầu lại muốn ta làm loại chuyện như vậy. Lúc này đây ta nhất định phải muốn nhiều hơn ít tiền,
bằng không thật có lỗi với ta to lớn như vậy trả giá. Kỳ thực, lúc này đôi ngư cũng không phải là thực sự đôi ngư, hắn, chính là y hạ ninja cửu vĩ. Hắn ngụy trang thành rồi đôi cá dáng dấp tiếp cận Giang Sách, ở Giang Sách lơ là bất cẩn thời điểm cho một đao, phi thường thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trong lúc bất kỳ trở ngại nào cũng không có. Cái này cùng hắn trước đây hoàn thành nhiệm vụ không có khác nhau chút nào. Hắn cứ như vậy mang theo đầu người đi ra ngoài, bảo an, bảo tiêu, cảnh sát đương nhiên cũng không làm, từng cái vọt tới, côn cảnh sát, cảnh thương đều nhắm ngay cửu vĩ. Nhưng mà cửu vĩ căn bản cũng không quan tâm, hắn chợt lách người trực tiếp liền vọt vào đoàn người. Bắt hắn lại. Đừng làm cho hắn chạy. Bọn cảnh sát nhao nhao xông tới, thế nhưng phi thường lúng túng là, khi bọn hắn vừa mới chuẩn bị đi bắt cửu vĩ thời điểm, cửu vĩ không thấy. Hiện trường loạn tao tao. Có đầu bếp, có bệnh nhân, có bác sĩ, có cảnh sát, có bảo an, có bảo tiêu, chính là không có cửu vĩ. Đại gia biết, cửu vĩ nhất định lại ngụy trang thành cái gì người, trà trộn ở trong đám người. Vấn đề là, hắn đến cùng ngụy trang thành rồi ai vậy? Đáng sợ hơn là, cửu vĩ ngụy trang là có thể tùy ý cắt, lúc này hắn khả năng ngụy trang bác sĩ, một giây kế tiếp liền ngụy trang thành rồi cảnh sát. Làm sao bắt? Không có cách nào khác bắt. Nhìn như vậy lên nói, Giang Sách chẳng phải là chết vô ích rồi. Đại gia đứng tại chỗ không nên cử động. Dựa theo nhất định thứ tự xếp thành hàng ngũ, từng bước ly khai. Cảnh sát đầu tiên là sắp hiện ra tràng trật tự cho duy trì ở, sau đó bắt đầu từng cái xác định thân phận của bọn họ, nhưng mặc kệ bọn họ làm sao xác định, đều tìm không ra cái kia ngụy trang cửu vĩ. Chẳng lẽ để hắn như vậy nghênh ngang ở mọi người dưới mí mắt biến mất không thấy? Từ từ, quần chúng không chịu nổi. Bọn họ bắt đầu nháo sự, bắt đầu yêu cầu ly khai, bọn họ không muốn cùng một cái người mang tội giết người giam chung một chỗ, nhưng lại không biết cái kia người mang tội giết người cụ thể là trong bọn họ người. Sợ hãi cùng chen chúc, làm cho những thứ này quần chúng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dưới tình huống như vậy, mỗi người cũng lớn tiếng hét to. Phải ly khai cái này khó chịu hoàn cảnh. Thế nhưng cảnh sát làm sao có thể thả bọn họ đi? Phải biết rằng, những người này ở giữa thì có cửu vĩ tồn tại, đừng nói những thứ này phổ thông quần chúng rồi, coi như là bảo an, bảo tiêu cùng với cảnh sát, vậy cũng là không thể rời đi. Bởi vì người căn bản không biết rời đi na một cái không phải cửu vĩ. Càng là không cho ly khai, quần chúng thì càng huyên lợi hại, giữa song phương mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, những bệnh nhân kia mỗi một người đều không chịu nổi. Lúc đầu vì để cho Giang Sách càng nhiều hơn bại lộ đang lúc mọi người trong tầm mắt, đặc biệt tìm tới đại lượng bệnh nhân, hiện tại xem ra là một bước xú kỳ, bởi vì này chút bệnh nhân nếu không giúp được gì, ngược lại còn thêm phiền. Kết quả là, bác sĩ, hộ sĩ lại muốn đi chiếu cố những bệnh nhân kia. Hiện trường được kêu là một cái loạn thất bát tao. Mọi người ở đây bể đầu sứt chán thời điểm, liền thấy một cái phụ nữ ôm bụng la to, đau, ta cái bụng đau quá a. Mọi người xoay qua chỗ khác vừa nhìn, khá lắm, đây là muốn sinh a. Người nói người sớm bất sinh muộn không sinh, làm sao lại hết lần này tới lần khác tuyển trạch lúc này sinh đâu. Bác sĩ nhanh lên qua đây đỡ cái kia bà bầu đi hướng phòng sinh, phía sau các y tá hoảng hoảng trương trương chuẩn bị, mỗi người đều gấp đầu đầy mồ hôi. Người trước ở trong phòng bệnh đợi khoảng khắc, ta đi trong phòng sinh sửa sang một chút, lập tức làm cho ngươi giải phẫu. Bác sĩ an bài trước bà bầu tiến nhập một căn phòng bệnh. Na bà bầu nằm trên giường bệnh, thống khổ la to. Nhưng ngay khi lúc này, phi thường hết ý một màn xảy ra, đột nhiên, cửa phòng cửa sổ đều xuất hiện lan can sắt, cả phòng trở thành một cái bịt kín không gian, ai cũng vào không được, ai cũng đừng nghĩ đi ra. Đồng thời, đông đảo cảnh sát cầm súng đứng ở phòng bệnh cửa sắt cửa, bưng súng máy nhắm ngay bên trong. Cái này tình huống gì? Người ở tại tràng toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Na bà bầu cũng ngây ngẩn cả người, không phải cấp cho chính mình đỡ đẻ sao? Vì sao đem mình cho giam, còn dùng nhiều như vậy súng chỉa về phía chính mình? Các ngươi muốn làm gì? Bà bầu khẩn trương hỏi. Được rồi, trình diễn xong, cửu vĩ. Bác sĩ buổi nói chuyện, đem bao quát bà bầu ở bên trong tất cả mọi người hách liễu nhất đại khiêu.
tìm lâu như vậy không tìm được cửu vĩ, chính là cái này bà bầu. Không đến mức a. Bà bầu mắng, người bớt ở chỗ này nói bậy, ta. Không đợi bà bầu nói xong, bác sĩ liền khẽ cười nói, còn muốn nói xạo sao. Người kỹ thuật ngụy trang phi thường tốt, nhưng dẫn theo một cái đầu người quá rõ ràng rồi, căn bản không có thể tự do hoạt động. Người xử lý ngược lại cũng xảo diệu, đem người đầu trở thành bảo bảo giấu ở trong quần áo. Đáng tiếc, người kỳ xoa nhất chiêu, sáng sớm đã bị khám phá. Bà bầu sửng sốt một chút, lập tức mắng, người nói bậy bạ gì đó. Ta đây chính là mang thai, người nào đầu không phải đầu người. Bác sĩ nói rằng, a hát, đúng là ta nói sai, bụng của ngươi bên trong cũng không phải là đầu người, bởi vì ngươi căn bản cũng không có giết chết ta. Giết chết ngươi? Này cũng cái gì cùng cái gì? Mọi người ở đây cũng không biết bác sĩ những lời này có ý tứ thời điểm, chỉ thấy thầy thuốc kia lấy tay đem trên mặt một lớp da cho vạch trần, lộ ra mặt khác một bức khuôn mặt. Chính là Giang Sách. Vừa mới cái kia bị chặt rơi đầu Giang Sách, lại sống đến giờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Bà bầu cũng lại càng hoảng sợ, có chút cà lăm hỏi, ngươi làm sao không chết? Ta không chết ngươi thật bất ngờ sao? Giang Sách cười lạnh một tiếng, cửu vĩ, ngươi kỹ thuật ngụy trang thật sự là quá tốt rồi, nói thật ra, ta ngay từ đầu cũng căn bản nhìn không ra đôi ngư là ngươi ngụy trang, thẳng đến ngươi chọc ra một đao kia ta chỉ có xác định thân phận của ngươi. Bất quá, ngươi làm sao cũng không nghĩ ra, đây vốn chính là chúng ta bố trí xong bẫy dập. Chúng ta có câu cách ngôn là, gậy ông đập lưng ông, cửu vĩ, ngươi cho rằng trên đời này chỉ có một mình ngươi biết ngụy trang sao? Ở ngươi hành động trước, ta cũng đã ngụy trang thành rồi bác sĩ. Mặc kệ ngươi chừng nào thì tuyển trạch động thủ ám sát, cũng không thể đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngươi hiểu không? Cảm tình Giang Sách đã sớm đem chính mình cho ẩn núp. Ngoại trừ chân chính đôi ngư cùng công đằng lương giới ở ngoài, lại không có người thứ ba biết bác sĩ là Giang Sách ngụy trang. Cửu vĩ đương nhiên cũng không biết. Cho nên chỉ cần cửu vĩ ám sát, nếu không không thể giết chết Giang Sách, ngược lại sẽ bại lộ thân phận của mình. Na bà bầu nghe sửng sốt một chút, trên mặt thần tình có biến hóa rõ ràng, hỏi hắn, vậy vừa nãy thay thế ngươi chết người là? Thay thế ta người chết? Xin lỗi, không có ai thay thế ta chết. Cửu vĩ, mở ra y phục của ngươi xem một chút đi, ngươi chặt xuống cái đầu người kia rốt cuộc cái gì? Bà bầu không giả bộ được, từ trong quần áo đem hài tử kia cho móc ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung đi qua. Na không phải là hài tử, cũng không phải đầu người, mà là một viên bóng cao su. Tại sao có thể như vậy? Bà bầu đều mộng ép, chính mình rõ ràng là đem Giang Sách đầu chém xuống tới, làm sao biến thành một viên cầu? Làm sao làm được? Giang Sách cười đễu hỏi, lẽ nào ngươi không cảm thấy một màn này nhìn rất quen mắt sao? Nhìn quen mắt. Bỗng nhiên trong lúc đó, bà bầu trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, nghĩ tới, ở Nhật Bản thời điểm hắn đã từng muốn giết chết giáp hạ công đằng lương giới, kết quả lại một đao chém vào rồi trên cây khô. Lúc đó công đằng lương giới chính là sử dụng giáp hạ độc môn nhẫn thuật thế thân thuật, chạy thoát một mạng. Thời khắc này chàng cảnh cùng lúc đó thực sự rất muốn. Giáp hạ thế thân thuật. Không có khả năng a. Ngươi một cái người Hoa, làm sao có thể hiểu được Nhật Bản giáp hạ nhất phái thế thân thuật. Giang Sách mỉm cười nói, ta đương nhiên không hiểu, bất quá, có người là hiểu. Vừa dứt lời, thì có một người đàn ông từ Giang Sách phía sau lắc mình ra, đứng ở trước cửa sắt, không là người khác, chính là giáp hạ nhất phái thiếu chủ công đằng lương giới. Là ngươi, bà bầu kinh ngạc vạn phần, ngươi cư nhiên cùng Giang Sách liên thủ. Ha ha, vậy thì đúng rồi, vậy thì đúng rồi. Hiện tại hắn minh bạch vì sao Thạch Điền biết thất bại. Thạch Duộng nhẫn thuật ở công đằng lương giới trước mặt, đó là không kham một kích, có công đằng lương giới trợ giúp Giang Sách, Thạch Điền nào có bất bại đạo lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 88.